Cái thứ hai là các bạn sẽ biết được các nguyên nhân gây ra tăng huyết áp này. Cái thứ ba là chúng ta sẽ nắm được các tổn thương cơ quan đích do tăng huyết áp gây ra. Và cái tiếp theo là việc phòng ngừa và điều trị tăng huyết áp thế nào. Đúng không? Thì bài bài này thì các bạn thấy đây là bài nó rất là cơ bản rồi. Đúng không? Thì cái này thì chúng ta cũng đã từng nghe đến tăng huyết áp rồi, nhưng mà chúng ta phải nắm được một số các cái phân loại cũng như là các nguyên nhân gây ra tăng huyết áp ngoài những cái các cái khái niệm thông thường mà trên trên cộng đồng các em vẫn hay gặp, đúng không? Thế thì về phần lý thuyết thì đầu tiên là thế nào gọi là huyết áp, đúng không? Thì huyết áp thì người ta định nghĩa là áp lực của cái dòng máu lên trên thành mạch và thay đổi theo chu chuyển tim và phụ thuộc vào độ giãn nở của đàn hồi của mạch máu. Chính vậy mà từ cái câu chuyện này mà chúng ta biết rằng là gì, là người già là huyết áp tại sao càng ngày càng già thì càng tuổi cao thì huyết áp càng tăng là do cái độ giãn nở của mạch máu. Thứ hai là huyết áp đã thay đổi theo từng thời điểm trong ngày tùy theo hoạt động thể lực và trí lực của bệnh nhân, đúng không ạ? Vậy chúng ta thấy là huyết áp nó sẽ không phải là một con số cố định đâu mà nó sẽ thay đổi, đúng không ạ? Vì thường là các bạn thấy là huyết áp ban ngày nó sẽ cao hơn so với ban đêm chúng ta ngủ là chúng ta sẽ có huyết áp thấp, người ta gọi là vùng trũng huyết áp, đúng không ạ? Và con số huyết áp mà các bạn biết rồi là chúng ta sẽ có hai con số là huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương, đúng không ạ? Thực ra nó còn có một con số nữa là huyết áp trung bình, thì chúng ta sẽ nói là tính huyết áp trung bình như nào. Và giá trị bình thường nó khoảng loanh quanh khoảng tầm 120/80 mm thủy ngân thì được gọi là gì ạ? Được gọi là huyết áp. Cái thứ hai là gì, là chúng ta phải nắm được là định nghĩa tăng huyết áp khi nào, người ta gọi là định nghĩa tăng huyết áp nữa, thì là một con số rất là dễ nhớ là huyết áp tâm thu lớn hơn hoặc bằng 140 và hoặc huyết áp tâm trương là gì, là trên 90, đúng không, mm thủy ngân. Thì trong cái phần này phải nói rất là rõ vì vì sẽ nhiều bạn sẽ bị nhầm là các bạn coi là huyết áp trên 140 thì các bạn mới được gọi là tăng huyết áp, nhưng mà ở đây nó có từ và hoặc. Thì theo các bạn tại sao trong tình huống này người ta lại dùng từ và gạch ngang hoặc là như nào, tại sao lại có tình huống đấy? Tôi thế là rằng là Sao em? em thấy là bệnh nhân khi có cả hai cái tiêu chuẩn trên thì cũng gọi là tăng huyết áp, và kể cả bệnh nhân có thỏa mãn chỉ cần một trong hai tiêu chuẩn thì cũng gọi là tăng huyết áp. Có bạn nào biết rõ hơn không? Em thầy, thật ra thì nếu mà chỉ đáp ứng được một trường hợp ấy, thì mình sẽ phân loại làm hai cái. Thứ nhất là bệnh nhân có thể có tăng huyết áp tâm thu đơn độc hoặc là tăng huyết áp tâm trương đơn độc nếu mà chỉ thỏa mãn một trong hai điều kiện, hoặc là có bệnh nhân có thể thỏa mãn cả hai điều kiện này, tức là có cả huyết áp tâm thu lớn 140 và cả huyết áp tâm trương lớn 90. Rồi, đó lại là gì? Là cái từ và hoặc ở đây là sẽ có cỏ trắc nghiệm cho các bạn ở phần này nhé. Tức là từ và hoặc ở đây là nó có ý của nó cả, các bạn là gì? Đúng như là nhà bạn Bình nói, đúng không? Tức là gì? Nếu mà huyết áp tâm thu đơn độc thôi thì là gì? Chỉ huyết áp tâm thu tăng thôi, huyết áp tâm trương thì bình thường. Hoặc ngược lại là huyết áp có nhiều bệnh nhân là người ta chỉ tăng huyết áp tâm trương thôi, đúng không ạ? Và huyết áp tâm thu là bình thường. Hoặc là ngược lại là người già thì hay gặp tình huống là gì, là cả tâm thu và cả tâm trương đều tăng, đúng không? Như vậy từ vào hoặc đây là có khái niệm là tăng huyết áp tâm thu đơn độc hoặc là gì ạ, là tăng huyết áp tâm trương đơn độc hoặc là tăng huyết áp cả tâm thu và tâm trương, đúng không? Chính vậy là có từ vào hoặc là vì thế. Thì thế thì tại sao người ta lấy cái mốc là gì ạ, là lớn hơn một hoặc bằng 140 thì 90, đúng không ạ? Thì người ta thấy là cái câu chuyện này không phải tự nhiên người ta đặt ra cái mốc này đâu, đúng không? Mà dựa vào những nghiên cứu về quần thể rất là lớn ở trên hàng nghìn người bệnh, đúng không ạ? Người ta thấy rằng là gì, là những đối tượng bệnh nhân mà có huyết áp 140 trên 90 thì cái tỷ lệ bệnh nhân bị các bệnh lý về tim mạch, đặc biệt là bị tai biến mạch não, nó tăng đột ngột hơn so với cả những mức mà bệnh nhân dưới cái mức là 140 trên 90, đúng không ạ? Chính vì vậy mà từ những năm 60 người ta đã lấy cái mốc là gì ạ, là 140 trên 90 được gọi là định nghĩa tăng huyết áp. Thực ra gần đây thì có một số các sự thay đổi, ví dụ là ở Mỹ thì người ta lấy cái mốc của tầm 130 trên 80 người ta gọi là tăng huyết áp rồi, nhưng mà để mà ứng dụng trên thực tế lâm sàng thì chúng ta vẫn lấy cái mốc là 140 90, đúng không ạ? Và bản thân là Hội Tim Học Việt Nam chúng ta cũng lấy cái mốc là 140 90 thì mới được gọi là tăng huyết áp. Nên như vậy là cái việc này bây giờ chúng ta vẫn lấy mốc này. Thì một số bạn sẽ đọc cái khuyến cáo của Mỹ, các bạn bảo là em thấy là lấy 130 80, nhưng mà tại Việt Nam chúng ta thì chúng ta vẫn lấy cái mốc là 140 90 là gọi là tăng huyết áp. Thế thì và nó là tăng huyết áp vẫn là nguyên nhân gây ra tử vong và bệnh tật hàng đầu trên thế giới đó. Chúng ta biết gần đây là chúng ta nổi cộm với COVID, nhưng mà cái bệnh tim mạch vẫn là nguyên nhân gây ra tử vong hàng đầu chứ không phải là COVID, đúng không ạ? Và chúng ta biết rằng là trên thế giới thì gì ạ, là có 7 người được chẩn đoán là gì ạ, là tăng huyết áp, thì một trong số đó thì họ gì ạ, là chưa được kiểm soát được huyết áp, đúng không ạ? Như vậy đây là con số rất đáng lo ngại. Tại Việt Nam chúng ta thế nào, đúng không ạ? Thì các bạn biết là theo những thống kê dịch tễ ở tại các 8 tỉnh, đúng không ạ? Tại miền miền Bắc, miền Trung, miền Nam chúng ta thì những năm 60 thì tỷ lệ huyết áp rất là thấp, khoảng 1% thôi, nhưng mà càng ngày nó phi mã rất là nhanh, đúng không? Và năm 2008 là con số này gần 25,1%, và các nghiên cứu gần đây nhất kia đến 5 năm rồi thì là cái tỷ lệ mà người bị tăng huyết áp trên 18 tuổi là chiếm gần như là 50%. Có nghĩa là cứ 10 người trên 18 tuổi thì có 5 người trong đấy bị tăng huyết áp. Và thầy tin chắc rằng các bạn ngồi trong đây thì có rất nhiều bạn là có bố mẹ hoặc là cô chú hoặc là
những người lớn tuổi trong gia đình mình tăng huyết áp thì chắc chắn là điều như vậy, đúng không? Vì bản thân trong gia đình tôi là cũng có bố tôi bị tăng huyết áp, thế là cái bài tăng huyết áp rất là thông dụng, bởi vì là nhiều khi các bạn về đến đầu làng là dân tình người ta sẽ hỏi ngay bác sĩ của đại y, người ta hỏi ngay là điều trị huyết áp thế nào, vì đây là bệnh rất là phổ biến ở trên cộng đồng, đúng không ạ? Và đặc biệt là qua thời gian vừa rồi khi mà chúng ta tiêm vaccine COVID thì mới phát hiện ra rất nhiều người bị tăng huyết áp, không biết vì rất nhiều người mà không bao giờ cả đời cháu chưa đo huyết áp cả, nhưng mà lúc đi khám sàng lọc thì mới được đo huyết áp và phát hiện ra tăng huyết áp. Nên là cái tỷ lệ này là gì, là rất là cao, là gần 50% dân số bị tăng huyết áp. Nhưng mà cái điều đáng nói đây là gì, là trong số những người bị tăng huyết áp này thì các bạn thấy là gì? Người ta tìm ra được khoảng tầm 25,1% tăng huyết áp là những năm 2008, còn năm 2015 đến 2006 thì các bạn thấy là gì, là trong số 47,3% những người bị tăng huyết áp thì có khoảng tầm 1/3 là gì ạ, là không hiện được mình bị tăng huyết áp, tức là có huyết áp mà không biết vì không bao giờ đo huyết áp cả, đúng không ạ? Và trong số những người mà gì ạ, mà tăng huyết áp được điều trị thì có khoảng tầm 7,2% là bệnh nhân không điều trị thế nào cả. Và trong cái số được điều trị này này thì chỉ có 1/3 là kiểm soát được huyết áp, là dưới 190 thôi. Còn đến 2/3 là gì ạ, là không được kiểm soát được huyết áp. Đội như vậy là cái mà các bạn thấy là gì, là cái mốc mà dưới 190 thực ra mình nghĩ là đơn giản, nhưng rất nhiều bệnh nhân không đạt được cái mốc này. Đội như vậy là cái tỷ lệ mà kiểm soát huyết áp tốt ở trên cộng đồng tại Việt Nam chúng ta thì tương đối thấp, nó khoảng tầm được 31,3% thôi, đúng không? Chính vậy mà đây là cái vai trò của các bác sĩ cộng đồng cũng như là của bác sĩ của chúng ta, đúng không? Vì các bạn biết là ra ngoài đời không phải lúc nào bác sĩ tim mạch cũng điều trị tăng huyết áp đâu, mà nhiều khi là những bác sĩ ở cộng đồng các tuyến cơ sở mới là những người tiếp cận bệnh nhân đầu tiên cho cái việc điều trị tăng huyết áp. Thế thì các bạn thấy là gì, là việc chẩn đoán tăng huyết áp có dễ hay không? Thực ra thì các bạn thấy là gì ạ, là chỉ nó dựa vào mỗi gì ạ, dựa vào mỗi con số thôi, nó không hề cái gì chẩn đoán này, tăng huyết áp không có gì cao siêu cả, giống như bệnh khác, đúng không ạ? Phải nghe tim, nghe phổi hoặc là xem gan to thì mới có được phù. Nhưng mà thực ra chẩn đoán tăng huyết áp rất đơn giản, nó chỉ phụ thuộc vào gì ạ, vào đúng con số tăng huyết áp thôi, là các bạn đo tâm thu lớn hơn 100, lớn hơn bằng 140 vào, hoặc tâm trương là lớn hơn 90, đúng không ạ? Nhưng mà gì ạ, dễ nhưng mà cũng khó ở chỗ là gì, là các bạn phải đo đúng quy trình thì các bạn mới được chẩn đoán là tăng huyết áp. Vì tôi thấy cho các bạn một số slide, đúng không ạ? Vì lúc hỏi thi lâm sàng đi thi I6, kể các bạn I6 rồi cũng rất nhiều bạn là gì ạ, là đo huyết áp sai, đúng không ạ? Như vậy là cái việc mà chúng ta đo huyết áp chuẩn nó đóng vai trò rất là quan trọng, vì khi mà các bạn đặt bút chuẩn đoán bệnh nhân mà tăng huyết áp thì đồng nghĩa với việc là bệnh nhân đấy phải dùng chưa? Dùng thuốc lâu dài, không có nghĩa là gì ạ? Còn có nghĩa là nhiều bệnh nhân phải dùng thuốc cả đời cơ, đúng không ạ? Thế thì để mà sau khi đo huyết áp rồi thì chúng ta sẽ phải gì ạ? Chúng ta sẽ phải phân độ tăng huyết áp của bệnh nhân, thì đây là cái bảng phân độ khi mà chúng ta đo huyết áp bệnh nhân tại phòng khám khi bệnh nhân đến viện, đúng không ạ? Thế thì ở độ 1 là gì, là 140 trên tâm thu là 140 đến 159 và hoặc tâm trương là từ 90 đến 99, đúng không ạ? Tăng huyết áp độ 2 là gì, là từ 160 đến 179 và gì ạ, và hoặc huyết áp tâm trương là 190 đến 99, đúng không ạ? Độ 2 là từ, và độ 3 là trên 180 và hoặc huyết áp tâm trương là trên 110. Thì đây là cái bảng phân độ của nó, đúng không ạ? Thì các bạn thấy là gì ạ, là thực ra rất là dễ nhớ, đúng không ạ? Và chúng ta thường là trên của tầm 10, đúng không ạ? 10 và độ 3 là trên 180 trên 110, đúng không? Thế thì cái bảng này bắt buộc các bạn phải nhớ, đúng không ạ? Vì từ cái bảng này người ta để ra rất nhiều các câu hỏi trắc nghiệm khác nhau để người ta hỏi các bạn nhé. Đấy. Ví dụ như là gì ạ? Là ví dụ ở đây người ta sẽ hỏi các bạn là gì? Nếu một bệnh nhân mà gì ạ? Mà đo huyết áp là 160 trên 120 thì các bạn sẽ phân là độ mấy? Độ 3. À, các bạn bảo là phân độ 2 thôi, vì là tâm thu là chỉ có 160 thôi mà. Sao lại phân độ 3? Em cứ phải để ý huyết áp tâm trương của bệnh nhân lên đến 120, nó vượt quá ngưỡng 110 của độ tăng huyết áp độ 3. Tóm lại là gì, là với cả tâm thu và tâm trương thì các bạn thấy là gì, là đến cái độ nào mà cao hơn thì các bạn sẽ lấy theo cái độ đấy, đúng không? Thì các bạn thấy là ví dụ bệnh nhân của chúng ta là 160 trên 120, đúng không ạ? Thì các bạn thấy là tâm trương của nó là gì ạ, là độ 3 rồi, đấy là các bạn sẽ lấy cái độ cao hơn là độ 3 chứ không phải độ 2, đúng không? Như vậy là trắc nghiệm người ta thì cho các bạn một số các cái phương án, thì các bạn nhớ cho thầy là gì, là tâm thu và tâm trương thì các bạn thấy cái độ nào cao hơn thì các bạn sẽ lấy độ đấy, đúng không? Giả sử tâm thu là độ 2 nhưng mà tâm trương là độ 3 thì các bạn phải là gì ạ, các bạn phải phân loại là bệnh nhân là gì ạ, là độ 3, đúng không? Như vậy chúng ta sẽ lấy cái mốc mà cao hơn để chúng ta phân độ cho bệnh nhân nhé. Thì việc phân độ huyết áp nó rất là quan trọng, để tí nữa chúng ta đến cái bảng của điều trị từng độ một thì cái thái độ điều trị chúng ta sẽ khác, bệnh nhân chỉ dùng thuốc không thôi, hay là bệnh nhân phải thay đổi chế độ lối sống, hay là chỉ dùng thuốc đơn độc, hay là phối hợp, đúng không? Thì cái bảng này là một trong những slide rất là quan trọng của bài này. Thứ hai là gì, là như thầy nói lúc ban đầu với các bạn, đúng không ạ? Thì các bạn thấy là gì, là cái việc mà các bạn theo dõi và đặc biệt là đo huyết áp chuẩn tiêu chuẩn nó rất là quan trọng, đúng không ạ? Bởi vì làm sao, một là các bạn phải cho bệnh nhân nghỉ ngơi ít nhất tối thiểu là 5 phút trước khi đo, cái điều này rất là quan trọng. Vì gì ạ, nhiều khi bệnh nhân đến khám chúng ta vội vội vàng vàng chạy từ ngoài
chỗ gửi xe vào không được nghỉ ngơi làm huyết áp rất là tăng, đúng không ạ? Và bệnh nhân người ta thường rất là lo lắng và nên đo nhất khoảng tầm 2 lần cách nhau 1 đến 2 phút ở tư thế ngồi. Đấy, hoặc ngoài ra thì các bạn thấy là gì? Là chúng ta có thể đo ở tư thế khác, ví dụ tư thế gì ạ? Tư thế nằm, tư thế đứng và tư thế ngồi trong tình huống chúng ta phải trong một số tình huống đặc biệt mà chúng ta nghi ngờ bệnh nhân này có các cái tăng có tăng huyết áp hoặc là hạ huyết áp theo tư thế, đúng không ạ? Sử dụng bao tay đo đúng tiêu chuẩn, đúng không ạ? Thì chúng ta nhớ là lớn hơn, rộng tầm 12 đến 13 cm và dài tầm 35, và bao tay lớn hơn nếu như mà chu vi cánh tay trên 32 và bao tay nhỏ hơn sao cho vừa bạn cánh tay bệnh nhân. Còn với cả đo huyết áp của trẻ con thì nó có bao tay riêng nhé các bạn nhé. Và thứ hai là gì, là trong một số tình huống chúng ta phải đo huyết áp của chân của bệnh nhân nữa thì chúng ta không thể dùng huyết áp ở bao tay để chúng ta đo chân bệnh nhân được. Và đặt bao tay ngang với mức tim bất kể tư thế bệnh nhân ở đâu, đúng không? Như bệnh nhân ngồi thì các bạn nhớ là để ngang mức tim, hoặc là bệnh nhân nằm, đúng không? Thì các bạn phải để cái máy đo huyết áp lên trên giường, hoặc là thì đứng là các bạn phải cầm cái máy đo huyết áp đấy để làm sao cho cái bao tay của các bạn là ngang mức tim của bệnh nhân, đúng không ạ? Và theo nguyên tắc bình thông nhau thôi. Thế thì các bạn thấy là việc mà đo, các bạn đo huyết áp khi nào gọi là tâm thu tâm chưa thì các bạn biết rồi, đúng không? Để các bạn xác định, đúng không ạ? Thì cái tiếng đẩy đầu tiên đó là tâm thu, và cái tiếng mất cuối cùng hoặc là thay đổi màu sắc nó sẽ là tâm trương. Và đo huyết áp lần đầu vào sau 3 phút nếu như mà thì đứng đối với bệnh nhân mà cao tuổi, hoặc là các bạn nghi ngờ là bệnh nhân có hạ huyết áp tư thế, đúng không ạ? Và trong trường hợp đo huyết áp nếu như mà chúng ta nên đếm nhịp tim bằng cách là cho bệnh nhân trong vòng nhất là 30 giây, sau đó thì đo lần thứ hai ở tư thế ngồi. Vậy đây là một số các cái lưu ý. Và cái bảng này thì có một cái số cái điều mà mọi người sẽ rằng là chúng ta rất hay mắc này. Một là gì các bạn? Một là chúng ta phải thấy là gì ạ? Là chúng ta trong lúc mà chúng ta đo ấy, thì chúng ta không nên nói chuyện với bệnh nhân, đúng không ạ? Thì điều này chúng ta rất hay gặp ở chỗ là nhiều khi bác sĩ là chúng ta đo rồi chúng ta ngồi, chúng ta hỏi nhân tiện chúng ta hỏi chuyện bệnh nhân chẳng hạn. Lúc bệnh nhân mà người ta nói chuyện, cái tay người ta cử động là cũng ảnh hưởng đến cả cái kết quả đo của chúng ta, đúng không ạ? Ở đây ngoài ra thì bệnh nhân không được dùng các cái chất kích thích trước đấy này, không dùng cà phê, hút thuốc lá, không làm bài tập trước đấy, đúng không ạ? Và bệnh nhân cần được nghỉ ngơi ít nhất trước đấy 5 phút, mà trước đấy 30 phút là không được dùng các cái chất kích thích như thế này. Và ngoài ra thì các bạn phải đặt bao tay đúng tiêu chuẩn này, bao tay ngang mức tim của bệnh nhân này, đúng không nào? Và cái nữa là các bạn không được nói chuyện với cả bệnh nhân trong lúc gì ạ? Trong lúc đo huyết áp. Thì đây là một ví dụ, đúng không ạ? Đây là một cái hình ảnh chụp được khi mà hỏi thi các bạn ở Y6, thì các bạn thấy là hình ảnh nào là hình ảnh đúng trong 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 hai hình ảnh này, thì bạn nào là đo đúng? Bên phải đúng. Hai đều sai. Bên trên đúng trái ạ. Bệnh nhân nào mà bạn nào đo là đúng nhỉ? Hai đều sai. À đúng rồi, tại sao cả hai đều sai? Các bạn thấy hình 1 này thì thấy có gì đặc biệt? Những hình này thì rất nhiều bạn mắc này. Đúng không ạ? Thì các bạn thấy là có gì đặc biệt đây? Là các bạn để cái tai nghe vào trong cái bao đo huyết áp, thì đây là lỗi rất hay gặp của sinh viên, đặc biệt là lúc đi thi cũng bạn nhất rất nhiều bạn gặp. Đúng không ạ? Và các bạn điều dưỡng gặp nhiều hơn. Sau đó thì bạn cử nhân điều dưỡng mà Y6 có một số bạn bị sai như này. Thì tuyệt đối các bạn không được để làm sao bao đo vào trong gì cái tai nghe chúng ta vào trong cái bao đo huyết áp, vì nó rất quan trọng vì gì ạ? Là lúc mà chúng ta đo huyết áp chúng ta cân bằng giữa áp lực ở trong mạch máu và áp lực ở trong bao đo, đúng không? Thì nếu mà các bạn cho gì ạ, cái ống nghe vào trong bao đo thì làm sao, là vô tình chung là các bạn đã ép một cái lực ở lên trên mạch máu của bệnh nhân và làm cho huyết áp đo nó sẽ không chuẩn nữa. Nên là tuyệt đối không được để bao đo cái tai nghe chúng ta vào trong cái bao đo huyết áp như này, đúng không? Còn hình ảnh thứ hai thì tưởng chừng là đúng, nhưng mà gì ạ, nhiều bạn sẽ hiện ra là gì, là nếu mà một tay chúng ta để ở đây, một tay cầm đồng hồ là gì, thì làm gì có tay nào bóp, đúng không? Thì trừ khi là gì ạ, là đi lâm sàng với cả người yêu, đúng không ạ, bên cạnh bạn, bên cạnh bạn ấy bóp hộ cho thôi, đúng không? Và tình huống này chắc chắn là gì ạ, là làm hàng để chụp ảnh thôi, còn cái này chắc chắn là không đúng, đúng không ạ? Và bác sĩ không được để móng tay dài này nhá, đúng không? Thế thì tóm lại là gì, là hai ngành đều sai, và hình ảnh chuẩn nhất là gì các bạn, là chúng ta phải để gì ạ, là chúng ta không được để ống nghe, và hình đúng nhất là gì các bạn, là chúng ta sẽ để gì ạ, để cái đồng hồ đo ở phía trên thì cái bao đo của chúng ta, đúng không? Thì nó ở đằng sau cái đồng hồ đo nó sẽ có một cái kẹp mà, nhưng thì các bạn có thể kẹp ở trên hoặc kẹp ở dưới, đúng không? Sau đó thì ra các bạn là một tay các bạn sẽ giữ cái ống nghe của chúng ta để đúng vị trí đi của cái động mạch cánh tay, và một tay còn lại chúng ta bóp, thì lúc này thì mới là hình ảnh đúng, đúng không ạ? Còn hai hình ảnh trên là đều là không đúng. Thì đây là tư thế mà các bạn thấy là chúng ta sẽ đo chuẩn, đặt tư thế bao đo của ống nghe. Thì đây là một cái lỗi rất là sinh viên rất là sai, không hiểu sao đến bây giờ có rất nhiều bạn sai. Và để thầy giảng đây rồi đến lúc mà đi thi sau vẫn nhiều bạn là lặp lại một lỗi rất cơ bản là đo huyết áp cũng còn sai nữa, thì không thể chấp nhận được, đúng không ạ? Thế thì các bạn thấy là gì, là cái mà những cái thông tin vừa rồi là những thông tin mà các bạn cũng đã biết rồi, nhưng mà một cái nữa là một số bạn cũng sẽ chưa biết là bây giờ người ta sẽ đưa ra một số các khái niệm khác để phân độ tăng huyết áp, đúng không ạ? Vì người ta thấy là một giả diện là có rất nhiều bệnh nhân là gặp phải một tình huống là gì, là huyết áp đo tại bệnh phòng hoặc là đo tại phòng khám thì rất là cao, nhưng mà về nhà đo thì lại hoàn toàn bình thường, đúng không ạ?
Hoặc ngược lại là gì ạ? Là huyết áp đo tại nhà thì rất là cao nhưng mà đến lúc phòng khám đo lại bình thường, đúng không? Thì nó xảy ra tình huống đấy. Thì trong những đối tượng bệnh nhân mà chúng ta thấy rằng là gì? Là huyết áp dao động hoặc là gì ạ? Là huyết áp nó bất thường, tức là lúc đo tại nhà và đo tại phòng khám chênh lệch nhau quá nhiều, thì người ta có thể đưa ra một khái niệm nữa mà người ta đưa ra huyết áp liên tục nhé. Thế ngoài ra các bạn biết huyết áp liên tục thì trên lâm sàng người ta hay dùng đấy là cái xét nghiệm gì không nhỉ? Cái thủ tục cái yêu cầu cận lâm sàng gì không? Lắp đặt monitor. À, đó chính là Holter huyết áp chứ không phải là monitor, nó là Holter huyết áp, đúng không ạ? Holter huyết áp ấy nhá. Holter huyết áp 24 giờ có nghĩa là gì? Là cái bao đo đấy các bạn phải cho bệnh nhân đeo trong vòng 24 giờ, và cái bao đo đấy thì nó gắn vào bao đây là cái bao đo thì vẫn gắn vào tay như thông thường, đúng không? Còn cái đầu đọc của nó thì nó như là kiểu một cái máy các bạn sẽ đeo bên người ấy. Và cái bao đo này trong vòng 24 tiếng và trong buổi sáng ấy, thì thường khoảng tầm 15 phút nó đo một lần và nó ghi lại trong cái máy. Còn buổi đêm nó sẽ đo tầm 30 phút một lần, đúng không? Như vậy là sau một ngày thì nó sẽ lập ra được một cái biểu đồ huyết áp của bệnh nhân nhá. Thì nếu như mà đo huyết áp liên tục thì các bạn thấy là gì? Là cái mức mà chuẩn đoán tăng huyết áp nó sẽ thấp hơn một chút, là huyết áp tuân thu là trên 140 135, thay vì 140 nó sẽ là 135, đúng không ạ? Hoặc là lên trên 85. Nhưng mà đêm thì là gì ạ? Là trên 120, trên 70. Thì các bạn thấy là gì? Là huyết áp ban ngày bây giờ nó cao hơn ban đêm, đúng không? Còn nếu như mà huyết áp trung bình 24 giờ ấy, thì nó không phải là mức 140 đâu mà 130/80 thì đã được gọi là tăng huyết áp rồi, nếu mà chúng ta dựa vào cái Holter huyết áp, đúng không ạ? Và một cái nữa là gì? Là trong rất nhiều tình huống mà các bạn thấy là bệnh nhân người ta không có điều kiện người ta làm Holter hoặc là gì ạ? Hoặc là trong điều kiện mà đang giãn cách xã hội như bây giờ mà chúng ta thấy là mình không có điều kiện đến viện để người ta đo được Holter, thì một cái thông số nữa cũng quan trọng là gì ạ các bạn? Là chúng ta sẽ đo huyết áp tại nhà, đúng không ạ? Thì trung bình đến mà tầm 135 trên gì ạ? Trên 85 thì là cũng được gọi là gì ạ? Là tăng huyết áp, đúng không? Như vậy các bạn thấy là gì? Là huyết áp tại phòng khám thì thường là nó sẽ cao hơn huyết áp trung bình tại nhà khoảng tầm từ 10 từ 5 đến 10 với huyết thủy ngân, đúng không? Đấy, thì đây là cái này. Cái điều này rất là dễ hiểu thôi, vì bệnh nhân người ta đến viện người ta rất nhiều yếu tố người ta chi phối, đúng không ạ? Nhìn thấy bệnh nhân, nhìn thấy bác sĩ người ta cũng sợ rồi, đúng không? Nhiều người người ta đến chỉ cần ngửi mùi bệnh viện người ta sợ rồi. Đấy, thì các bạn thấy là gì? Là cái vai trò của nhấn mạnh vai trò của Holter huyết áp và huyết áp đo tại nhà lúc này nó sẽ tương đương như là huyết áp đo tại phòng khám trong quyết định chẩn đoán, đúng không ạ? Thì đây là một ví dụ, đúng không ạ? Thì đây là ví dụ bệnh nhân người ta đo xong người ta gửi là Zalo cho tôi, đúng không ạ? Thì bây giờ là trong tình huống dịch bệnh này rồi thì mỗi cách như này thôi là gì ạ? Là người ta sẽ ghi ra cái con số huyết áp. Thì có lần có nhiều người ta sẽ làm sao đo hai lần, đúng không ạ? Sáng một lần, tối một lần, người ta ghi, đúng không? Đây là con số huyết áp tuần thu tâm trương, đây là nhịp tim này, đấy, từng ngày một người ta ghi như này đấy. Thì đặc biệt các bạn thấy là gì? Là nhiều khi những người già mà người ta bị hưu, đúng không? Người ta dỗi lắm, có thể nhiều khi nhiều ngày cả ngày người ta đo ra huyết áp của tầm cứ nửa tiếng người ta đo một lần, tiếng người ta đo một lần, đúng không ạ? Và đến cả ngày là gì ạ? Còn chục con số đo huyết áp thì chúng ta sẽ bàn xem là liệu rằng chúng ta đo huyết áp nhiều như thế thì có tốt hay không, đúng không? Thì đây là mấy cụ bà người ta chỉ đo có hai lần ngày thôi, người ta gửi cho bác sĩ người ta chỉnh đơn. Còn ngược lại là gì ạ? Có rất nhiều người người ta đo nhiều lần thì như thế có hợp lý không nhá? Thế thì các bạn thấy là gì? Là chúng ta sẽ thay quay lại cái mốc này, đúng không ạ? Thì đấy là cái mốc mà chúng ta sẽ phân độ tăng huyết áp tại phòng khám nhé. Còn đây là cái mốc mà chúng ta sẽ phân độ theo huyết áp tại phòng khám, nhưng mà nó sẽ có một số khái niệm này nữa là tăng huyết áp áo choàng trắng và tăng huyết áp ẩn giấu, đúng không ạ? Là hai khái niệm mà các bạn cần phải biết. Thì cái tăng huyết áp thật sự là cái mà chúng ta vừa biết rồi nhé, đó là nó dựa vào gì? Là huyết áp tại phòng khám, đúng không ạ? Và huyết áp tại nhà. Nhưng cái mà gì tăng huyết áp áo choàng trắng có nghĩa là như thế nào? Các bạn nào biết là tăng huyết áp áo choàng trắng là như thế nào không? Em thưa thầy là khi ở nhà thì bệnh nhân đo huyết áp bình thường, còn đến gặp bác sĩ thì bệnh nhân đo huyết áp bị tăng cao ạ. À đúng rồi, tức là gì? Lúc mà đến viện thì huyết áp ở nhà thì bình thường, đúng không? Các bạn thấy dòng huyết đường này không? Đúng không? Huyết áp tại nhà thì làm sao? Là thường xuyên ở dưới 100 gì ạ? 135 trên 85, nhưng mà huyết áp tại phòng khám là gì ạ? Là cao trên 140/90. Như vậy bệnh nhân này có rất nhiều bệnh nhân có vấn đề này. Những người mà người ta lo lắng, đúng không ạ? Đặc biệt là phụ nữ, đúng không ạ? Thì người ta cứ nhìn thấy thấy bác sĩ hoặc là người ta thấy đến bệnh viện là huyết áp người ta đã tăng rồi, đúng không? Thế còn tăng huyết áp ẩn giấu là như thế nào? Tăng huyết áp ẩn giấu là như thế nào? Em thấy tăng huyết áp ẩn giấu thì ngược lại với tăng huyết áp choàng trắng ạ. Khi mà đến phòng khám thì huyết áp bình thường. Đúng rồi. Còn đến phòng khám thì huyết áp bình thường và gì? Huyết áp như lúc ở nhà thì huyết áp lại cao, đúng không? Thì các bạn thấy là gì? Là cái thể tăng huyết áp ẩn giấu này là cái thể rất là nguy hiểm ở chỗ là gì các bạn? Là rất nhiều bệnh nhân chứ không được chẩn đoán tăng huyết áp, đúng không? Nếu như mà người ta không làm các cái đo Holter huyết áp 24 giờ hoặc là người ta không đo huyết áp ở nhà, đúng không? Thì người ta sẽ bị bỏ sót mất cái tăng huyết áp ẩn giấu này, đúng không? Vậy là có hai cái thể nữa mà các bạn cần lưu ý nhé. Thì đây là một cái ví dụ, đúng không? Thì đây là cái
cái ví dụ mà cái máy đo huyết áp mà trong cái Holter huyết áp đó rất là có vai trò trong việc mà chúng ta chẩn đoán tăng huyết áp tràng trắng và tăng huyết áp ẩn dấu, đúng không ạ? Thì các bạn thấy là gì, lúc thời điểm như bệnh nhân đầu tiên đây đó, thì lúc bệnh nhân đến viện thì huyết áp rất là cao, 140/80, nhưng mà lúc về nhà thì làm sao, là gần như là hoàn toàn bình thường. Nhưng cái 8 giờ sáng, 10 giờ sáng ngày hôm sau đến trả máy thì làm sao, huyết áp lại vọt lên, đúng không? Đấy. Nhưng mà gì, các bạn thấy là gì, ngược lại một bệnh nhân khác thì làm sao, là lúc tại viện, lúc tại phòng khám là gì, là 138/38, nhưng mà gì ạ, lúc ở nhà thì rất là cao, lên 160. Như vậy là dựa vào cái Holter huyết áp thì chúng ta sẽ chẩn đoán được rất là kỹ hai cái thể bệnh này, là tăng huyết áp tràng trắng và gì ạ, là tăng huyết áp ẩn dấu, đúng không ạ, để chúng ta chẩn đoán được hai cái thể bệnh này. Thế thì có bệnh, các bạn nào thì các bạn nào có biết là khi nào chúng ta nghĩ nhiều bệnh nhân này có tăng huyết áp ẩn dấu không? Bệnh nhân có biểu hiện tại các cái cơ quan đích, bệnh nhân đi khám mẹ, nhưng mà bình thường ở nhà bệnh nhân có phát hiện ra. À đúng rồi, rất là tốt, đúng không? Thì các bạn thấy là gì, là tăng huyết áp dấu trong tình huống nào, nếu mà các bạn thấy là gì, là bệnh nhân có những tổn thương cơ quan đích nhưng mà chúng ta không lý giải được việc tăng huyết áp tại phòng khám, đúng không? Thì lúc đấy chúng ta sẽ phải gì ạ, chúng ta phải làm cái Holter huyết áp để chúng ta chẩn đoán được cái thể tăng huyết áp ẩn dấu, đúng không? Vì rất nhiều bệnh nhân là đến khám hoàn toàn huyết áp bình thường nhưng mà gì ạ, lại có những biểu hiện của cái tổn thương cơ quan đích, ví dụ là bệnh nhân bị tai biến mạch não, như là bệnh nhân bị dày thành tim, đúng không? Bệnh nhân bị tổn thương đáy mắt do tăng huyết áp chẳng hạn. Thì lúc đấy chúng ta phải làm cái Holter huyết áp để chúng ta chẩn đoán, đúng không? Thế thì nếu như mà tăng huyết áp thì nó sẽ làm cho nguy cơ tim mạch nó tăng rất là cao, cái điều này thì không còn lý giải, không còn bàn cãi nữa cả, đúng không ạ? Vì nó qua một loạt các nghiên cứu, đặc biệt là từ quần thể Framingham tại Mỹ, là một quần thể rất đặc biệt, người ta theo dõi ở trong quần thể đấy, đúng không ạ? Và với nguy cơ biến cố tim mạch sẽ tăng gấp đôi với mỗi một độ tăng từ 20/10 mm thủy ngân, đúng không ạ? Và nguy cơ đột quỵ của nó cũng tương tự như vậy, nó sẽ tăng rất là cao đến mà bệnh nhân này có tăng huyết áp đấy. Và các bạn thấy là gì, là chúng ta sẽ đi vào một phần nữa, là chúng ta chẩn đoán nguyên nhân của tăng huyết áp. Thì một các bạn sẽ rất là quen với khái niệm là gì, là tăng huyết áp vô căn. Tại sao được như vậy? Vì gì ạ? Vì khoảng tầm từ 90-95% đa số các trường hợp tăng huyết áp là nguyên phát, có nghĩa là vô căn, là từ 90-95%. Thực ra gọi là vô căn cũng không phải không có căn nguyên đâu, đúng không? Các bạn thấy là gì, là đa số những người mà tăng huyết áp người già thì thường là thành mạch người ta sẽ cứng, đúng không ạ? Giống kiểu như là cái ống nước mà các bạn mua về lúc đầu thì các bạn thấy là gì, là các bạn bơm nước vào thì nó chảy gì ạ, nó chảy rất là đều nhịp nhàng, đúng không? Vì làm sao cái thành ống nó gì, nó co giãn, thì các bạn thấy là thành ống nó co giãn, đúng không? Mỗi lần nhịp nước nó bơm ra thì cái thành ống nó co giãn đấy. Nhưng mà nếu các bạn để lâu cái ống nước đấy thì nó sẽ bị gì ạ, nó cứng lên. Thì lúc mà các bạn bơm nước thì làm sao, các bạn nước nó sẽ phọt ra rất là mạnh, nó giống hệt như là cái thành mạch của người già cũng như thế thôi. Khi mà nó sơ cứng quá thì nó sẽ làm cho cái việc mà co giãn của thành mạch nó kém, và nó gây ra tăng huyết áp. Thế thì cái việc của bác sĩ chúng ta là gì, là chúng ta phải chẩn đoán được những nguyên nhân mà gây ra tăng huyết áp thứ phát. Bởi vì sao, nếu như mà chúng ta giải quyết được nguyên nhân này thì bệnh nhân người ta gì ạ, người ta sẽ giải phóng được nguyên nhân tăng huyết áp. Thay vì bệnh nhân uống thuốc cả đời, người ta hoàn toàn người ta có thể uống đến giai đoạn mà nhất định thôi, đúng không? Và chúng ta cắt được cái nguyên nhân tăng huyết áp thì điều này điều rất là quan trọng. Ví dụ là các bạn thấy là gì, là những bệnh thận mãn này, những bệnh hẹp động mạch thận này, đúng không? Và cường cholesterol nguyên phát này, những bệnh nhân mà điều trị corticoid này, u tuyến thượng thận này, hẹp động mạch chủ này, và bệnh lý tuyến giáp hoặc tuyến cận giáp, thì nó là những nguyên nhân thứ phát nó gây ra tăng huyết áp. Thế thì lúc mà giảng trên lâm sàng thì các thầy sẽ nói kỹ hơn với các bạn về một số các cái thể của nó thì nó khác nhau như nào, đúng không? Như bạn nào có biết là giả sử cái là u tuyến thượng thận thì cái tính chất tăng huyết áp của nó như nào không? Cơn tăng huyết áp. Tăng huyết áp của ta có thể hay có những cơn tăng huyết áp kịch phát, đúng không? Thấy bệnh nhân ngồi bình thường cái này, nhưng mà gì ạ? Là lúc sau thấy huyết áp tăng cao rất đột ngột, đúng không ạ? Từ lên 189 ngay, người ta đã có những cơn tăng huyết áp, đúng không ạ? Rồi là bệnh lý hẹp eo động mạch chủ thì nó có gì đặc biệt không? Hẹp eo động mạch chủ thì các bạn thấy là gì, là huyết áp tay và chân thì huyết áp nào cao hơn nhỉ? Hẹp eo động mạch chủ các bạn nhớ là bình thường, thông thường thì bình thường là gì, là huyết áp ở chân và sẽ cao hơn ở tay, đúng không? Nhưng mà hẹp eo động mạch chủ các bạn thấy là gì, là huyết áp ở tay thì lại cao hơn ở chân, đúng không? Huyết áp ở tay thì các bạn đo để 189, nhưng mà nhiều khi ở chân chỉ có 40, 50, 60 thôi. Như vậy là trong hẹp eo động mạch chủ các bạn thấy là gì, là có chênh lệch huyết áp, tức là gì ạ, chi trên chi dưới, đúng không? Như vậy là lúc mà giảng về mặt lâm sàng thì các thầy cô sẽ nói kỹ hơn với các bạn là từng thể tăng huyết áp này thì nó khác nhau như nào nhé. Thì đây là thầy hôm nay thầy chỉ list cho các bạn một số nguyên nhân để chúng ta có khái niệm thôi, đúng không? Vì cái này nó đi theo một những cái xét nghiệm chẩn đoán nó thì khá là phức tạp, đúng không ạ? Thế thì một số các cái thuốc làm tăng huyết áp là gì, các bạn thấy là gì, là một số các steroid hoặc là các estrogen, đúng, những người mà người ta làm tự tin nhân tạo ấy, đúng, khi mà dùng các môn nhân tạo nó có thể gây ra tăng huyết áp, các là NSAID này, đúng không ạ? Một số các cái dòng đặc biệt này, ketamine vân này có thể gây ra những cái tăng huyết áp, hoặc là trong các cái thuốc đông y, hoặc là những cái thuốc mà
mà nam dược cũng có thể gây ra tăng huyết áp, đặc biệt là giúp các bạn thấy là cam thảo là một trong những nguyên nhân gây ra tăng huyết áp, chúng ta cần lưu ý này. Thế thì các yếu tố nguy cơ gây ra tăng huyết áp là gì? Thì cái bài này nó sẽ lẫn lộn với cả cái bài kia thầy sẽ giảng, thì để mà cho cái bài sau nó ngắn hơn thì thầy sẽ nói và tôi nói ở phần này ở bài này ở đây để cho các bạn có một số khái niệm cơ bản, đúng không? Thì các bạn thấy là gì? Là cuộc sống hiện đại nó làm cho cái nguy cơ tim mạch của chúng ta tăng cao rất là nhiều, đúng không? Các bạn thấy là gì? Là cái chế độ ăn uống không lành mạnh, đúng không? Như vậy là thay vì tiến hóa tốt lên thì chúng ta lại béo phì hơn, chúng ta mắc nhiều bệnh hơn, đúng không? Và chúng ta có nhiều đại dịch hơn là do cái tiến triển tự nhiên của nó. Và về nói về các yếu tố nguy cơ tim mạch thì các bạn thấy là gì? Là những nghiên cứu của Framingham là những nghiên cứu rất là quan trọng, đúng không ạ? Thì nghiên cứu này người ta đặt ở một cái làng rất đặc biệt, ở chỗ là cái làng này nó ở cái làng này thì nó rất hay ở chỗ là gì, là người ra người vào cái làng này rất là gì hạn chế, tức là tóm lại cái làng này nó không giao lưu, và người ta ở dân cư ở trong cái làng này nó không đi ra cái vùng khác, nó không đi làm ở xa từ năm 1984, và người ta đã theo dõi cái này từ năm 1948, và người ta theo dõi cái tiến triển tự nhiên của cái bệnh này, và từ đây người ta nghiện ra rất nhiều yếu tố như là tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, đó là tiểu đường, là những yếu tố nguy cơ tim mạch. Thì trước đây chúng ta nghĩ là cái điều đấy là điều đương nhiên rồi, nhưng mà qua từ nghiên cứu cụ thể Framingham thì người ta mới tìm ra cái điều này với cả những cái gì chúng ta tìm ra bây giờ, đúng không ạ? Thì đây là những cái mốc các bạn thấy, đúng không ạ? Thì điều quần thể Framingham này người ta thấy rằng người ta chứng minh được hút thuốc lá này, cholesterol, yếu tố vận động ít này, tăng huyết áp này, suy nghĩ này là những yếu tố nguy cơ tim mạch, đúng không ạ? Và cái mà những điều chúng ta đã biết rồi, nhưng mà từ những năm 60 người ta phát hiện ra qua quần thể Framingham. Thì đây là một số các yếu tố nguy cơ tim mạch, đúng không ạ? Thì yếu tố nguy cơ tim mạch thì nó sẽ chia ra được các yếu tố nguy cơ là gì các bạn, là yếu tố nguy cơ thay đổi được và yếu tố nguy cơ không thể thay đổi được, đúng không? Thì các bạn thấy là gì, là các yếu tố nguy cơ thay đổi được là gì các bạn, là tuổi, giới và di truyền, đúng không ạ? Tuổi, giới và di truyền là những cái yếu tố nguy cơ không thể thay đổi được, mà chủng tộc nữa, đúng không? Thế còn tăng huyết áp, rượu, thuốc lá, đái đường, căng thẳng thì là do lipid máu, béo phì là những yếu tố nguy cơ gì các bạn, là những yếu tố nguy cơ có thể thay đổi được. Nhưng như vậy tóm lại là đứng trước một bệnh nhân mà tăng huyết áp, những bệnh nhân mà có nhồi máu cơ tim, những bệnh nhân mà có bệnh lý tim mạch thì các bạn phải phân độ được, các bạn phải biết được cái yếu tố nguy cơ tim mạch bệnh nhân đấy là cái gì, chứ không phải một bệnh nhân tự nhiên mà trẻ tuổi không có bệnh gì cả thì lăn đùng ra bị bệnh tăng huyết áp hoặc là bệnh gì nhồi máu cơ tim đâu, các bạn phải có cái yếu tố nguy cơ tim mạch bệnh nhân đấy, đúng không? Thế thì các bạn thấy là gì, là như thầy đã nói với các bạn, đúng không ạ? Và các bạn thấy là gì, đây tượng thần David hồi xưa thì rất là đẹp, đúng không? Nhưng bây giờ thì ăn nhiều KFC rồi là thực phẩm ăn nhanh thì tượng thần David thay đổi như này, đúng không ạ? Thế thì đây là một phần nữa cũng quan trọng này, đó là gì, là các bạn phải nắm được các tổn thương chronic của tăng huyết áp, đúng không ạ? Thì cái phần này thầy sẽ dạy cho các bạn cách rất là dễ nhớ là gì, là các bạn sẽ kể từ trên đầu xuống dưới chân, đúng không? Đầu tiên là đầu, thì các bạn gặp biến chứng là gì, là bị tai biến mạch não, đúng không ạ? Có thể gặp là gì, là nhồi máu não, xuất huyết não, rồi là bệnh nhân bị bệnh não do tăng huyết áp, đúng không ạ? Từ đầu tiên là đầu là não này, là tăng tai biến mạch não này. Thứ hai là các bạn đến gì ạ, đến mắt, đúng không ạ? Là những tổn thương gì ạ, thị lực, là những tổn thương đáy mắt do tăng huyết áp. Thứ ba là đến tổn thương về tim, thì gặp rất nhiều biến chứng là gì các bạn, là có thể gặp suy tim, phì đại thất trái, bệnh nhân nhồi máu cơ tim, đúng không ạ? Hoặc là cuối cùng là gì, tiếp theo là gì, là những biến chứng về thận, thì các bạn gặp là gì, là những tổn thương về thận, ví dụ là gì ạ, gây ra suy thận, đúng không ạ, đáy máu, đáy protein, và cuối cùng là những biến chứng về mạch máu lớn, là các bạn có thể gặp là gì, là có thể gặp phình tắc động mạch chủ, đúng không ạ? Gặp các tổn thương hẹp mà các mạch các nơi là do những biến chứng của tăng huyết áp. Như vậy là đứng trước với bệnh nhân tăng huyết áp thì bao giờ các bạn cũng phải xem là gì, là bệnh nhân này các bạn đã có những biến chứng của tăng huyết áp hay chưa, đúng không? Vì thái độ nó khác hẳn, điều trị khác hẳn. Thì đây các bạn thấy, đúng không ạ? Thì nếu như mà do cái tác động của tăng huyết áp thì nó sẽ làm cho những tổn thương của động mạch, đặc biệt là nó gây ra cái xơ vữa của các lòng mạch, đúng không ạ? Và đặc biệt là do mạch vành là cái mà chúng ta hay gặp nhất. Rồi bệnh nhân để gặp những cái phì đại thất trái này, gây ra suy tim này, đúng không? Thì các bạn thấy đây là một cái ngành cắt lát ngang đến cái đường kính thất trái của bệnh nhân. Thì trong những bệnh nhân tăng huyết áp thì các bạn thấy là gì? Đây là đường kính thất trái nó gì ạ? Nó rất là dày như này, đúng không ạ? Ngược lại với thất phải thì mỏng manh như này. Thì đây là một bệnh nhân mà chúng ta gặp là gì ạ? Là dày đồng tâm của thành thất trái do tăng huyết áp lâu ngày. Tổn thương đáy mắt thì cũng là một cái cũng rất là quan trọng, thì nó rất là gì ạ? Nó là một triệu chứng song hành khá là đặc hiệu cho tăng huyết áp. Thì rất nhiều bệnh nhân mà các bạn nghi ngờ là có tăng huyết áp hay không, đúng không ạ? Thì các bạn có thể cho đi soi đáy mắt, nếu như mà những tổn thương đáy mắt mà đặc hiệu cho tăng huyết áp thì các bạn có thể khẳng định chắc chắn là bệnh nhân này có tăng huyết áp, mặc dù bệnh nhân này đo huyết áp cũng khá bình thường, trong có thể tăng huyết áp ẩn giấu, đúng không ạ? Thì nó có thể tiến triển qua các giai đoạn khác nhau. Một cái nữa mà chúng ta gặp khá nhiều là gì, là các cái phình lắp của động mạch chủ, đúng không ạ? Thì các bạn thì gặp, đúng không? Thì nó gây ra lắp của cái lớp nội mạc của cái động mạch mà gây ra gì ạ? Lòng thật, lòng giả. Đấy các bạn thấy đây, đây là cái đường lắp của nội mạc đấy, đúng không ạ? Cái lòng trắng trắng lên ngòng thuốc này là lòng thật, và cái ngòng ngoài đấy là lòng giả, đúng không? Lòng thật và lòng giả. Đây thì còn
cái thể này thì các bạn thấy đúng không ạ, thì nó sẽ gặp một cái tai biến mạch não là xuất huyết não và có thể gặp là gì ạ, là nhồi máu não đúng không? Thì theo các bạn này, tại sao trong tình huống bệnh nhân bị tăng huyết áp lại bị xuất huyết não nhỉ? Thường là tại sao lại bị nhồi máu não và tại sao lại bị xuất huyết não? Nếu mà bị xuất huyết não thì các bạn cũng rất là dễ hiểu rồi, đúng không, là do huyết áp tăng cao đúng không? Thì nó vỡ mạch máu thôi, nhưng mà thế tại sao bệnh nhân lại hay bị một cái biến chứng khác là nhồi máu não? Do xơ vữa mấy cả huyết khối à, có thể do gì, có thể do xơ vữa của cái thành mạch như chúng ta vừa nói rồi đúng không, là một trong biến chứng đó là gì, có thể do xơ vữa đúng không, do xơ vữa thành mạch ở đặc biệt là trong cái động mạch cảnh đúng không, nó có thể bật lên và nó gây ra gì, gây ra những cái nhồi máu não. Như vậy là với cả bệnh nhân tăng huyết áp thì nó có thể gặp cả hai thể, mà là thể xuất huyết não và thể nhồi máu não, nó đều nặng tương đương nhau đúng không? Tiếp theo là gì các bạn, là những bệnh nhân bị làm sao, bị hẹp mạch vành đúng không, bị nhồi máu cơ tim, thì đây là một cái bệnh nhân mà chúng ta thấy rất là rõ là gì, là chụp vành phải đúng không, thì thấy là hẹp rất là rõ ở cái động mạch đoạn một của động mạch vành phải này, chỗ đã thắt lại đây đúng không nào, đây bệnh nhân này nhồi máu cơ tim đúng không? Thì các bạn thấy là gì, là đến cái đoạn hai này thì mạch vành nó bị tắc hoàn toàn, mà khi các bạn tái thông ra các bạn thấy là gì, là toàn bộ cái đoạn sau của mạch vành nó được tái thông lại đúng không, thì đây là một cái biến chứng nhồi máu cơ tim do bệnh nhân bị tăng huyết áp nhé. Và với cả tăng huyết áp thì các bạn thấy là gì, là tại sao người ta gọi là kẻ giết người thầm lặng ở chỗ là gì các bạn, là những cái triệu chứng của nó không hề báo trước, rất nhiều bệnh nhân là gì ạ, giống kiểu như chúng ta vừa đi khám định kỳ và xét nghiệm tiêm covid đúng không, các bạn thấy là gì, là rất nhiều bệnh nhân đến với chúng ta không hề triệu chứng gì cả, nhưng mà lúc đo huyết áp 180/200 và không tiêm được đúng không, người ta cho về. Thì như vậy rất nhiều bệnh nhân là gì các bạn, là mặc dù bị tăng huyết áp nhưng mà người ta không hề triệu chứng gì cả, đây là một cái điều rất là đáng ngại ở tăng huyết áp. Thì chỉ đến lúc bệnh nhân mà bị những cái biến chứng của tăng huyết áp như là nhồi máu cơ tim, tai biến mạch não, thì đấy bệnh nhân mới vào viện thôi đúng không. Như vậy là một trong những cái điều nguy hiểm của nó chỗ là gì, là triệu chứng nó không rõ ràng. Còn một số bệnh nhân các bạn có thể gặp là gì, là những cái nhức đầu, chóng mặt, nặng ngực, khó thở, rối loạn nhịp tim và tiểu máu, thì đây nó tùy thuộc rất nhiều vào cơ địa của từng bệnh nhân một. Có những bệnh nhân là tầm lên 140/150 họ rất là mệt rồi, nhức đầu chóng mặt rồi, nhưng ngược lại thì có rất nhiều bệnh nhân là gì ạ, lên tận 170/180 người ta không hề triệu chứng gì cả. Như vậy là cái triệu chứng đó thay đổi rất là nhiều và nó không có những triệu đặc trưng cho cái bệnh lý này, nên là chúng ta thấy là bệnh lý này nó rất là bị bỏ sót ở vì thế. Thế thì việc phòng ngừa và điều trị tăng huyết áp thế nào đúng không ạ, thì cái điều đầu tiên là gì các bạn, là chúng ta phải khẳng định là gì ạ, là con số huyết áp là gì ạ, là chúng ta giảm thì làm giảm được tỷ lệ tử vong, là làm giảm được tỷ lệ bệnh tật và tử vong cho bệnh nhân đúng không ạ. Và khi mà điều trị tốt huyết áp, nó làm giảm 21% biến cố tim mạch, làm giảm 37% các đột quỵ não. Như vậy là cái việc điều trị tăng huyết áp nó không còn điều là bàn cãi nữa. Và các bạn thấy là gì, nhưng mà một cái nữa mà chúng ta cần phải lưu ý là gì, là ở chỗ là chúng ta phải làm quen với khái niệm là đường cong chữ G đúng không ạ. Thế thì có rất nhiều bạn sẽ nói là thưa thầy, nếu mà để điều trị huyết áp thì có phải là càng thấp càng tốt hay không đúng không ạ? Giả sử bệnh nhân mà huyết áp 170/180 bây giờ đưa về tầm 90/60 thì có tốt hay không đúng không? Thì các bạn thấy là gì, ở đây nó sẽ có khái niệm là đường cong chữ G, có nghĩa là gì, là nếu như mà huyết áp của bệnh nhân rất là cao và chúng ta đưa về mốc khoảng tầm gì ạ, tầm 120/130 huyết áp tâm gì ạ, tâm thu đúng không ạ, và đưa về khoảng tầm gì ạ, 70/80 huyết áp tâm trương, thì lúc này là cái biến cố tim mạch nó giảm đi một cách rõ rệt. Nhưng ngược lại, nếu như mà các em hạ thấp quá đúng không ạ, nếu huyết áp tâm thu các bạn hạ thấp quá khoảng tầm 90/60 đúng không ạ, hoặc là tâm trương hạ thấp quá, thì lúc này thay vì cái việc mà giảm biến cố tim mạch thì lúc này biến cố tim mạch nó lại gia tăng đúng không ạ. Thì đây người ta gọi là gì ạ, đường cong chữ G. Như vậy là trong tăng huyết áp thì người ta sẽ khuyến cáo các bạn là chúng ta không nên hạ huyết áp quá mức, mà chúng ta đưa về cái mức là loanh quanh khoảng tầm 120/80 là đẹp nhất, mà không nên là thấp hơn nữa đúng không ạ. Thì các bạn biết là tại sao lại có cái đường cong, hiện tượng đường cong chữ G này không, tại sao hạ huyết áp thấp quá thì lại gây ra gia tăng cái biến cố về tim mạch, các bạn đã biết không? Huyết áp thấp quá thì tim phải tăng cường hoạt động để bù lại với cơ máu. Rồi huyết áp thấp quá thì các bạn tưởng tượng là giống như là cái đồng ruộng mà các bạn bơm nước vào đúng không? Mà các bạn bơm mất lực thấp quá thì nó sẽ bị thiếu máu của cơ quan đích đúng không? Nó sẽ gây ra thiếu máu não, thiếu máu mạch vành đúng không? Thiếu máu cơ quan đích. Chính vì vậy mà huyết áp thấp quá thì các bạn thấy là gì? Là ngược lại nó lại gia tăng cái biến cố về tim mạch, là do các hiện tượng người ta gọi là gì, là thiếu máu của các cái cơ quan đích đúng không? Như vậy là với cái mức huyết áp thì các bạn nhớ cho thầy là gì, các bạn sẽ không đưa huyết áp quá thấp, mà các bạn sẽ đưa về mức của tầm 120/80 là tốt nhất các bạn, để đảm bảo là gì ạ, là qua đường cong chữ G chúng ta thấy rằng cái mức này là cái mức mà bệnh nhân đạt được hưởng lợi nhất đúng không, khoảng tầm 120/80 đúng không. Cái nguyên tắc điều trị là gì các bạn, là chúng ta đây là một bệnh mãn tính, nên là chúng ta phải theo dõi điều trị hàng ngày đúng và đủ và cần theo dõi lâu dài. Như vậy khi bệnh nhân hỏi với chúng ta là huyết áp của tôi là sau một thời gian chúng tôi dùng huyết áp là về mức dưới 190 rồi thì tôi có phải dùng tiếp hay không đúng không, như vậy câu trả lời là gì,
Nếu như bệnh nhân đấy là tăng huyết áp mãn tính rồi, đúng không ạ, là tăng huyết áp vô căn rồi, hoặc là thì các bạn thấy là gì, là chúng ta phải dùng huyết áp lâu dài, và hay là cách khác là gì, là chúng ta phải dùng huyết áp cả đời, chứ không bỏ được, vì nó là bệnh mãn tính mà, đúng không ạ. Và thứ hai là gì, là mục tiêu điều trị là đạt huyết áp mục tiêu và giảm tối đa nguy cơ xuất hiện các biến cố tim mạch. Như vậy huyết áp mục tiêu nó sẽ tùy thuộc từng bệnh nhân, nhưng mà cái mức chung nó là gì, chúng ta sẽ đưa về mức dưới 140/80 nhé. Một số đối tượng bệnh nhân chúng ta phải cho cái mức nó ngặt nghèo hơn một chút, hoặc là người cao tuổi thì lại lỏng hơn một chút, thì chúng ta sẽ nói ở cái bảng sau, tiếp theo nói ở bảng sau, đúng không ạ. Và khi điều trị đã đạt huyết áp mục tiêu thì cần tiếp tục theo dõi, để kèm theo việc theo dõi huyết áp chặt chẽ thường xuyên để điều chỉnh các liều thuốc kịp thời, đúng không ạ. Và điều trị cần hết sức tích cực ở bệnh nhân đã có tổn thương cố đích, không nên đạt huyết áp quá nhanh để tránh biến chứng thiếu máu ở các cơ quan đích, đúng không ạ. Như vậy là những bệnh nhân mà có tổn thương cố đích thì chúng ta phải hạ cách tích cực hơn, thì chúng ta sẽ nói tích cực là thế nào nhé. Thì cái bảng này cũng rất là quan trọng các bạn này, là chúng ta sẽ phải gì các bạn, là chúng ta sẽ phải phân độ tăng huyết áp bệnh nhân đấy là thuộc nhóm nguy cơ nào, độ nguy cơ thấp, nguy cơ trung bình, hay nguy cơ trung bình cao, hay nguy cơ cao, hay nguy cơ rất cao, đúng không ạ. Vì các bạn thấy là người ta sẽ có hai cột, một cột là các bạn đo huyết áp tại phòng khám, đúng không, đo huyết áp tại phòng khám, và cột thứ hai là gì các bạn, là cột thứ hai là các bạn xem như nó có các yếu tố nguy cơ tim mạch hay chưa, đúng không ạ, bệnh nhân có bệnh thận hay chưa, bệnh nhân có tiểu đường hay chưa. Đấy thì các bạn sẽ phân độ vào cái đoạn này. Giả sử là gì các bạn thấy là gì, là cùng một mức huyết áp là gì, là 139/89 thôi, thì chúng ta bảo bệnh nhân này chỉ mức bình thường cao thôi, chứ cần dùng thuốc. Nhưng nếu bệnh nhân này đã có gì ạ, bệnh thận mãn giai đoạn 4, tức là thận nhân tạo chu kỳ rồi, đúng không ạ, hoặc là có tiểu đường mà có tổn thương cố đích rồi, thì ALF là gì ạ, nó sẽ được cái nhóm nguy cơ rất cao luôn, đúng không ạ, mà không cần phải đợi đến huyết áp trên 180/110 nữa. Như vậy là gì, là phụ thuộc vào các bạn là gì, một là chúng ta sẽ đo huyết áp tại phòng khám, và cái thứ hai là chúng ta sẽ xem bệnh nhân này có các yếu tố nguy cơ tim mạch chưa, như thế nào các bạn chưa, đúng không ạ, có bệnh thận mãn hay chưa, có tiểu đường hay chưa, có tổn thương cố đích hay chưa, để chúng ta phân độ bệnh nhân là mức nguy cơ nào nhé. Như vậy là gì, như vậy là lúc mà các bạn đi lâm sàng E4 nhé, và các bạn chẩn đoán một bệnh nhân tăng huyết áp, thì các bạn thấy là cái dòng chẩn đoán các bạn ít nhất phải ba dòng, đúng không, thì theo các bạn có những chẩn đoán gì, chuẩn đoán tăng huyết áp thì theo các bạn có những chuẩn đoán gì trong tăng huyết áp? Một là gì các em? Thì là nguyên nhân. Một là các bạn phải chuẩn đoán theo thầy là tăng huyết áp tâm thu hay tâm trương, đúng không? Hai là tăng huyết áp hỗn hợp này. Thứ hai là gì các bạn? Là tăng huyết áp độ mấy này, đúng không? Cái thứ ba là gì các bạn? Tăng huyết áp có nguyên nhân chưa, đúng không? Tăng huyết áp có biến chứng chưa? Và cuối cùng là gì các bạn? Là phân độ tăng huyết áp là nguy cơ cao, nguy cơ thấp, nguy cơ trung bình, nguy cơ trung bình cao, đúng không? Như vậy là với cả một chuẩn đoán tăng huyết áp thì tối thiểu phải có 5 chuẩn đoán đấy. Chứ còn bây giờ thì nhiều khi các bạn E4, các bạn đi lâm sàng xong, các bạn đặt bút chuẩn đoán tẹt một cái gì là bệnh nhân này tăng huyết áp trên bệnh nhân tiểu đường, các bạn rất là huyết máu, nó thôi là các bạn đấy mất rất nhiều số điểm. Như vậy với cả một chuẩn đoán tăng huyết áp không phải đơn thuần là mỗi chuẩn đoán tăng huyết áp không đâu, đúng không? Mà các bạn phải chuẩn đoán đủ tiêu chuẩn, đặc biệt với E4, các bạn sinh viên thì các bạn chuẩn đoán cho đây là gì, là tăng huyết áp tâm thu hay tâm trương này, tăng huyết áp gì hỗn hợp này, tăng huyết áp gì ạ các bạn, độ mấy này, đúng không? Tăng huyết áp có nguyên nhân hay chưa này? Tăng huyết áp có biến chứng hay chưa này? Cuối cùng là gì các bạn? Là chúng ta sẽ phân độ tăng huyết áp là phân độ nguy cơ tăng huyết áp là mức nguy cơ gì nhá. Như vậy là tóm lại là với cả bệnh nhân tăng huyết áp thì tối thiểu chẩn đoán được 5 cái tiêu chuẩn đấy nhá. Thế thì với cả cái việc mà chẩn đoán tăng huyết áp, các bạn nhớ là gì, là chúng ta sẽ duy trì mức chung là dưới 140, đúng không? Nhưng mà với cả những bệnh nhân mà trên 80 tuổi thì cái mức này sẽ nới lỏng hơn, ở chỗ là chúng ta sẽ đưa về cái mức của tầm 150/90, đúng không? Còn với những bệnh nhân tiểu đường ấy thì, hoặc bệnh thận mãn thì có thể chúng ta có thể đưa về cái mức tích cực hơn, có nghĩa là gì, là chúng ta sẽ đưa về cái mức khoảng tầm 130/140/85/90 nhé. Thì đây là cái bảng cũng rất là quan trọng, đặc biệt là có rất nhiều câu hỏi trắc nghiệm trong cái bảng này, là rằng người ta sẽ hỏi các bạn là gì, và cái mức mà các bạn xác định huyết áp mục tiêu là bao nhiêu, đúng không? Thì trung bình chung là tầm dưới 140/90, nhưng mà sẽ nới lỏng với người trên 80 tuổi các bạn nhé, đúng không? Và nhưng mà lại phải tích cực hơn với những người mà có bệnh tiểu đường hoặc là có bệnh thận mãn. Thì các bạn thấy là gì, là cái việc mà chúng ta sẽ phụ thuộc vào rất nhiều vào cái chỗ là gì các bạn, là chúng ta phụ thuộc vào các cái tình trạng của bệnh nhân, đúng không ạ. Và đặc biệt trong các khuyến cáo ở đây người ta nói rất nhiều cái việc mà cá thể hóa, đúng không ạ, có nghĩa là gì, là chúng tôi sẽ không có một cấu trúc chung cho tất cả các bệnh nhân, mà chúng ta sẽ phải phụ thuộc vào từng bệnh nhân một, vì mỗi bệnh nhân đó là một câu chuyện khác nhau, đúng không ạ. Nên chúng ta phải cá thể hóa để chúng ta điều trị cho bệnh nhân đấy. Thì đầu tiên là cái biện pháp không dùng thuốc là biện pháp được ứng dụng với tất cả các bệnh nhân tăng huyết áp, đúng không ạ, từ độ 1 đến độ 3, từ độ 1 đến gì ạ, từ lúc bệnh nhân có các biến chứng hay không chưa có biến chứng, thì cái việc điều trị không dùng thuốc là được dùng với tất cả các bệnh nhân tăng huyết áp nói riêng và bệnh nhân tim mạch nói chung, đúng không ạ. Thì đầu tiên là các bạn thấy là gì, là
chúng ta phải giảm lượng muối, đúng không? Chúng ta phải giảm lượng calorie của bệnh nhân, đúng không? Chúng ta phải luyện tập thể lực này, bỏ thuốc lá này, giảm stress này, và nó về từ những cái biến từ những việc giảm để chuyển đổi sống này rồi, nó có thể làm giảm từ 5 đến 10 mm thủy ngân và giúp giảm huyết áp sau 2 tuần, đúng không? Như các bạn thấy là gì, là giảm cân được khuyến cáo và duy trì cái mức mà BMI tầm từ 20-25 và vòng eo dưới 94 Việt Nam và dưới 80 Việt Nữ, và thực hiện chế độ ăn có lợi cho tim mạch là chế độ DASH, như là chế độ ăn địa trung hải đấy, đúng không? Còn hạn chế ăn mặn thì với cả bệnh nhân tăng huyết áp là chúng ta đưa cái lượng muối là khoảng tầm dưới 5g muối một ngày, đúng không? Bổ sung kali, ưu tiên cái chất dầu kali và tăng cường động thể lực với chương trình hợp lý này. Và chúng ta để khuyến khích bệnh nhân là dùng rượu bia không quá 2 đơn vị một ngày ở nam và 1 đơn vị một ngày ở nữ, mà đơn vị nào thì định nghĩa ở dưới rồi. Và một cái rất quan trọng là gì, là chúng ta phải khuyến khích bệnh nhân bỏ thuốc lá, vì thuốc lá nó là yếu tố nguy cơ tim mạch mạnh nhất ở trong các cái đối tượng như này, đúng không? Thế thì thầy sẽ làm kỹ hơn một chút, là chế độ ăn DASH, chế độ ăn địa trung hải này, các bạn biết người ta ăn như nào không? Em thưa thầy, lượng có ăn thức ăn chủ yếu, lượng đạm thì chủ yếu đến từ các loại thịt trắng và đạm thực vật, còn ít thì ít đạm, lượng đạm đến từ các loại thịt đỏ thì ít, và tăng cường các loại tiêu thụ các loại rau và hoa quả. Cho ăn đi xuống hải thì người ta sẽ nhấn mạnh hơn ở chỗ là người ta sẽ dùng nhiều các cái điều đúng như bạn nói, đúng không ạ, người ta tập trung vào nhiều chế độ ăn mà tăng cường lượng đạm, và đặc biệt là những cái đạm mà đến từ cá, đúng không? Các bạn biết là trong cá nên nó có nhiều các omega 369 tốt cho tim mạch ấy, đúng không? Một cái nữa là gì, là cái này thì rất là nhiều bệnh nhân người ta hỏi các bạn bảo là bây giờ bác về nhà bác ăn dưới 5g muối một ngày thì bệnh nhân có thực hiện được không? Và với các bạn ăn 5g muối một ngày các bạn có thực hiện được không? Không ạ. Rất là khó, đúng không? Bây giờ chúng ta chả biết cân đo nó đến thế nào. Thì bây giờ các bạn cụ thể bây giờ nếu mà để tư vấn để mà kỹ càng thì các bạn về quê các bạn tư vấn thế nào với bệnh nhân mình, để làm sao để chúng ta hạn chế ăn mặn nào? Kiểu mình có thể tính theo cái thìa người ta sử dụng này. Một là chúng ta sẽ giảm lượng muối, một là các bạn nhớ là gì, là chế độ ăn mặn với cả người Việt Nam chúng ta nó là một vấn đề, vì đấy là nguyên nhân chính gây tăng huyết áp của người Việt Nam chúng ta, đó là vì thói quen ăn mặn, đặc biệt là những bệnh nhân nào mà ở vùng biển ấy, người ta ăn rất là mặn, đúng không? Như vậy chúng ta sẽ căn dặn bệnh nhân như nào để chúng ta hạn chế ăn mặn. Một là gì? Một là giảm lượng muối ở trong khẩu phần chế biến chế độ ăn, đúng không? Thứ hai là gì các bạn? Là chúng ta làm sao nhỉ? Chúng ta sẽ gì ạ? Giảm lượng muối hàng ngày cho đứa ăn. Trước đây chúng ta xào rau, xào thịt người ta cho 2-3 thìa muối, thì bây giờ người ta sẽ giảm xuống 1-2 thìa thôi, đúng không? Thì lúc ban đầu người ta sẽ rất là khó chịu khi mà ăn nhạt, người ta sẽ khó chịu lắm. Thế sau dần người ta mới quen, đúng không ạ? Một là chúng ta sẽ giảm lượng muối này, lượng gì ạ? Các lượng mà muối hoặc là những cái thức ăn mà có chứa nhiều muối, ví dụ là gì các em? Đồ hộp, đồ chế biến sẵn. Đúng rồi, các cái đồ fast food, cái đồ ăn nhanh này, đồ hộp, đồ chế biến sẵn này. Mà đặc biệt Việt Nam chúng ta là có cái trò mà muối dưa, muối cà ấy, đúng không? Thì cái đấy là gì? Nó diện nó rất là nhiều muối ở trong đấy, đúng không? Muối dưa, muối cà, rồi là các loại như mà mì tôm này, các bạn thấy là người ta cho hẳn các bạn một gói muối các bạn thả vào đấy, đúng không? Hoặc là gì, những cái đồ khô này, đồ thực phẩm ăn sẵn này, và những đồ đông lạnh này thì nó có gì? Nó có chứa nhiều muối này. Hoặc là các đồ biển này có chứa nhiều muối này, đúng không? Và các bạn thấy là gì ạ? Là chúng ta cũng phải săn bệnh nhân, và như thầy nói ban đầu thì các bạn thấy là bệnh nhân người ta rất là khó chịu với cả chế độ ăn này, nhưng mà theo thời gian người ta mới quen dần đấy, đúng không? Nhưng mà chúng ta không gì ạ, không nên hạn chế, mà không nên bảo bệnh nhân làm sao các bạn ăn nhạt tuyệt đối. Có rất nhiều bệnh nhân lại về tuân thủ quá, đúng không ạ? Là ăn nhạt tuyệt đối thì lúc sau người ta sẽ rơi vào bệnh cảnh là gì các bạn? Là người ta sẽ bị thiếu điện giải, thiếu natri máu, đúng không? Chân tay phù căng lên, phù mọng lên, đến việc không phải suy tim, mà ra phát hiện ra natri máu thấp, đúng không? Là do gì các bạn? Là do người ta ăn nhạt quá. Thì chúng ta không khuyến khích bệnh nhân là gì ạ? Ăn chế độ ăn nhạt tuyệt đối, đúng không? Rồi việc tăng cường hoạt động thể lực thì nó rất là quan trọng, đúng không ạ? Thì với cả thể lực này thì rất nhiều bệnh nhân hỏi các bạn là gì, là chúng tôi sẽ tập bài tập thể lực như thế nào, đúng không ạ? Thì các bạn thấy là người ta sẽ phụ thuộc vào cái thể trạng của bệnh nhân, đúng không? Một cái nữa các bạn có thể gặp là gì, là chúng ta sẽ dựa vào cái tần số tim đích của bệnh nhân đấy. Thì thông thường với cả bệnh nhân thông thường thì người ta sẽ lấy cái tần số tim đích thì khoảng tầm bằng 80%, lấy khoảng tầm 120 hoặc tầm 80% cái số lượng bệnh nhân đấy, số lượng 120 đấy, và tùy thuộc vào cái cơ địa bệnh nhân nữa, đúng không ạ? Thì các bạn thấy là gì, là rất nhiều bệnh nhân, ví dụ người già, những người bị bệnh khớp, đúng không ạ? Thì các bạn lại bảo bệnh nhân bác về bác chạy bộ cháu 30 phút một ngày, bệnh nhân về thì thực thi rất là tốt, rồi đến một tháng một tuần sau quay lại thì hai đầu gối sưng phù lên thì sao, do bị gì ạ? Bị thoái khớp gối, đúng không? Thì vậy những bệnh nhân là có vấn đề về khớp gối, đặc biệt người già, thì các bạn thấy chúng ta sẽ thích chơi cái môn thể thao gì? Đạp xe. Đúng rồi, đạp xe này, đúng không ạ? Các bạn gì ạ? Đi bơi này, đúng không? Những người bị bệnh khớp gối là đạp xe, đi bơi là bài tập tốt nhất.
đúng không? Và nếu là những người bị bệnh tăng huyết áp, một bệnh tim mạch thì chúng ta sẽ chơi những môn thể thao nhẹ nhàng, tăng dần cường độ và sẽ không mang chất đối kháng, đúng không? Nhưng mà chúng ta sẽ không nên chơi những môn thể thao nặng quá, dù là gì ạ, boxing, đấm bốc, đúng không ạ, hoặc là những môn đá bóng, những môn mà vận động thể lực một cách đột ngột thì chúng ta không nên chơi, đúng không? Thế thì các bạn thấy là gì, là chúng ta thấy là từng cái chế độ ăn này thì các bạn thấy là gì, nó có thể làm giảm được khoảng tầm trung bình từ 5 đến gì ạ, đến 10 đến tận 15 đến tỷ cân, đó chỉ riêng cái việc của chúng ta thay đổi đời sống không thôi, đúng không? Và đây là một ví dụ, đúng không? Thì rất nhiều bác là gì ạ, thì là ví dụ mà ông ở đây tông tập thể dục đây, ông ngồi ông chạy, nhưng mà một bên ông lại gì ạ, ăn hoa quả, ông uống rượu ở đây thì chịu thôi, đúng không ạ? Nhưng mà thôi, ít nhất là gì ạ, bác này mà cũng đang vận động tay chân, mà nhiều bác là không làm gì cả. Đấy. Thì các bạn thấy là vòng eo dưới 90 đến 94 Việt Nam và dưới 80 với nữ, một cái này rất quan trọng, người ta cũng nói rồi, đúng không ạ? Vòng eo là tỷ lệ nghịch vòng đời đấy, vòng eo mà càng to thì vòng đời càng ngắn đấy. Và cái lượng muối đưa vào như thầy nói với các bạn rồi, đúng không ạ? Khuyến nghị lượng muối đưa vào không quá 5 gram máu một ngày, còn hạn chế các cái thức uống có cồn, đặc biệt với cả nam giới là dưới 2 cốc một ngày, nữ giới dưới 1 cốc bia một ngày. Thì trong cái thực phẩm có cồn này thì một cái nữa người ta có thể dùng là cái rượu vang đỏ, thì nó cũng tương đối tốt cho sức khỏe tim mạch để có thể dùng được. Một cái nữa rất quan trọng thì các bạn phải bảo bệnh nhân làm sao bỏ thuốc lá, là cái yếu tố cơ rất là mạnh của các bệnh lý tim mạch, đặc biệt là các cái bệnh lý mạch vành, đúng không? Thế thì vì bỏ thuốc lá rất là khó với cả những bệnh nhân này, đặc biệt những người mà ta hút thuốc lá lâu năm rồi, thì chúng ta sẽ tranh thủ những cái mốc mà thời gian bệnh nhân người ta bị biến loạn về mặt sức khỏe. Ví dụ giả sử bệnh nhân vào viện vì cái nhồi máu cơ tim, vào viện cái đột quỵ, thì rồi đấy khuyên người ta bỏ thuốc lá rất là dễ, và mình lấy luôn cái mốc đấy là cái mốc để người ta thay đổi, đúng không ạ? Thay đổi lối sống, đúng không ạ? Thì các bạn thấy là gì? Và bây giờ chúng ta đi vào một phần nữa rất quan trọng là các nhóm thuốc điều trị như nào, đúng không ạ? Thì có thể nói là có thể có ba nhóm thuốc chính, bốn thuốc chính là A, B, C, D. Đúng không? A là cái tắt của cái thuốc chế biến chuyển, B là chạy beta cảm, C là các thuốc chạy gây canxi, và D là các thuốc lợi tiểu. Thì đây là bốn cái nhóm thuốc chính ở trong điều trị tăng huyết áp. Thế thì với cả ý 4 thì yêu cầu các bạn là gì? Các bạn phải nắm được một số các cái tên thuốc cũng như là liều dùng thuốc đấy. Chúng ta theo dõi gì trên lâm sàng, theo dõi gì trên cận lâm sàng, chỉ định thuốc đấy như thế nào và chống chỉ định như thế nào, đúng không ạ? Thì đây là nhóm thuốc lợi tiểu. Nhóm thiazid là cái nhóm chúng ta dùng rất là nhiều, đúng không ạ? Thì cái nhóm thiazid này thì nó sẽ ưu thế nhất với cả những bệnh nhân mà cao tuổi. Nó ức chế cái bơm natri kali ở ống tận xa, ví dụ là chúng ta dùng cái nhóm mà hydrochlorothiazid liều từ 12,5 đến 25 mg một ngày, hoặc là cái nhóm indapamid là liều từ 1,25 đến 2,5 mg một ngày. Đấy. Thì các bạn nhớ là gì? Là chúng ta sẽ cho nhóm thuốc này nó có thể làm cho cái tình trạng mức lạc cầu thận bệnh nhân bị suy giảm, nên là chúng ta sẽ dùng mức lạc cầu thận trên 30 lần trên phút, 30 lít trên phút, đúng không ạ? Và ưu tiên ở những bệnh nhân suy tim và những người lớn tuổi, thì đây là cái thuốc lợi tiểu mà có tác dụng tốt nhất ở những bệnh nhân đấy, đúng không ạ? Cái thuốc thứ hai mà chúng ta gặp là gì? Là cái thuốc ức chế men chuyển, ức chế thụ thể, đúng không ạ? Thì cơ chế của nó là do ức chế sự co mạch nhờ ức chế tổng hợp các cái tác dụng của các angiotensin 2, đúng không ạ? Ví dụ là gì, là peridoprin hay là viên copaxin là từ 5 đến 10 mg một ngày, viên enalaprin hay là cái viên Ennis chúng ta hay dùng trên lâm sàng đấy, liều từ 2,5 đến 40, viên lisinoprin, đúng không ạ? Thì các bạn thấy là có gốc mà prin, đúng không ạ? Thì đây là gốc của chế biến chuyển. Còn nếu mà có gốc của tan, đúng không ạ, là zactan, loratadine hay là telmisartan, thì nó là gốc của ức chế thụ thể nhá. Đấy. Thì trong cái bệnh lý mà những bệnh nhân mà dùng ức chế biến chuyển thụ thể thì các bạn nhớ là gì? Là chúng ta nên theo dõi các cái creatinine và kali máu, vì cái này có thể làm cho chức năng thận suy giảm và tăng kali máu. Và các bạn nhớ là gì, là chống chỉ định ở những đối tượng bệnh nhân nào? Một là những bệnh nhân có hẹp ở bệnh thận hai bên, hoặc là phụ nữ có thai, là những chống chỉ định, đúng không ạ? Và các bạn thấy ưu tiên đến bệnh nhân nào? Những bệnh nhân bị tiểu đường, vì làm sao? Vì nó làm giảm các cái protein niệu của bệnh nhân. Những bệnh nhân bị thận mạn, vì đây là một trong những nhóm thuốc mà có thể cải thiện chức năng thận của bệnh nhân. Bệnh nhân bị suy tim này, bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim này, là những ưu tiên của cái dòng mà ức chế men chuyển và ức chế thụ thể. Tiếp theo nữa là gì? Là một cái thuốc nữa là các bạn có thể dùng là thuốc nhóm ức chế chạy beta giao cảm, đúng không ạ? Thì nó ức chế cạnh tranh với cả các cái catecholamine trên thụ thể beta giao cảm. Ví dụ như là atenolol, đúng không ạ? Hoặc là metoprolol, hoặc là misoprolol, hoặc là các pedilol. Thì cái liều thì đã ghi ở trên cái slide này rồi, đúng không ạ? Thì các bạn cần theo dõi nhịp tim, đường huyết. Nhưng mà cái này các bạn phải rất là nhớ các chống chỉ định của trẻ em beta cảm. Một là gì các bạn, là những bệnh nhân mà có nhịp tim rất chậm dưới 50 chúng ta không dùng, đúng không? Thứ hai là bệnh nhân có các hiện tượng các cái block thất, đặc biệt là block thất độ 2 và block thất độ 3 chúng ta không dùng, đúng không? Và chúng ta không dùng những bệnh nhân hẹp phế quản. Còn những bệnh nhân COPD mà trong giai đoạn ổn định thì chúng ta cũng có thể dùng được nhá. Thế thì ưu tiên cái nhóm thuốc trẻ em beta cảm này trong tình huống nào? Thì bệnh nhân suy tim này, bệnh nhân dung nhĩ này, bệnh nhân mạch vành này, bệnh nhân nhịp tim nhanh là những ưu tiên của cái chế trẻ beta cảm.
một cái nhóm thuốc nữa các bạn thấy là gì, là trên cộng đồng người ta dùng rất là nhiều là cái thuốc nhóm chế chạy canxi, đúng không ạ? Thì cái cơ chế của nó là giảm dòng ion canxi vào tế bào cơ trơn thành mạch và gây ra giãn cơ. Như đây đó các bạn thấy là gì, là amlodipine liều 2.5-10, phenylalanine 2.5-10, đúng không ạ? Và không, chúng ta không nên dùng các dạng mà nifedipine vào kích nhanh, ví dụ là cái viên Adalat, đúng không ạ? Đấy. Và các bạn theo dõi phù chân, nhịp tim có thể gây ra phù chân trong tình huống này, và ưu tiên bệnh nhân lớn tuổi, có thai và bệnh mạch ngoại biên nhé. Thì các bạn đã biết tại sao những chạy canxi này lại dùng nhiều nhất ở trên cộng đồng không? Rẻ là một phần thôi. Nên là thầy khuyên các bạn là gì, là nếu mà lúc các bạn về quê ấy, mà những người bị tăng huyết áp đến, người ta hỏi các bạn ấy, đúng không ạ? Mà trên nền bệnh nhân đấy các bạn chưa biết bệnh như nào, các bạn bệnh nhân chưa được làm xét nghiệm gì, bệnh nhân chưa được làm điện tim, siêu tim, đúng không? Thì cái thuốc mà lành tính nhất mà các bạn có thể kê ngay là gì? Chính là chạy canxi, đúng không? Bởi vì làm sao? Thì các bạn thấy là gì? Là nó gần như là không có cái chống chỉ định, đúng không? Nó gần như là không có cái chống chỉ định và nó rất là lành, và những cái tác dụng phụ của nó gặp thì nó rất là gì ạ? Nó dễ chịu thôi, dù là phù chân có thể theo đợt, đúng không? Hoặc là tăng nhịp tim, nhưng mà cái này nó không nguy hiểm, nhưng nó không gây khó chịu nhiều cho bệnh nhân. Thì các bạn có thể khởi đầu vào gì, là amlodipine liều 50mg một ngày. Nếu như mà cái bệnh nhân mà các bạn, những người ở quê người ta đến hỏi các bạn, người ta chưa khám gì cả, thì dùng cái dòng này nó là lành nhất, đúng không ạ? Vì nó ít, nó gần như là không có các triệu chứng định, đúng không ạ? Và những cái tác dụng phụ của nó ít gặp và những tác dụng phụ đấy không nguy hiểm nhá. Đấy, còn nếu mà chưa biết chuyển thì các bạn phải lưu ý là bệnh nhân đấy không được hẹn mạch thận hai bên, đúng không ạ? Không được phụ nữ có thai cho con bú không được dùng, đúng không? Và cái dòng chứa cái canxi này rất là lành, kể cả phụ nữ có thai cho con bú có thể dùng được. Đây, các bạn thấy là đúng không ạ? Thì tùy từng đối tượng bệnh nhân khác nhau thì chúng ta sẽ ưu tiên lựa chọn là nhóm thuốc nào, đúng không? Suy tim thì ưu tiên lựa chọn là thuốc lợi tiểu này, trên beta giao cảm này nhé. Và các bạn nhớ là gì, là trên beta giao cảm dùng trong suy tim thì các bạn nhớ là phải trong tình huống bệnh nhân suy tim mãn, tức là suy tim các bạn thấy là gì, là gì, là không còn thừa dịch trên lâm sàng thì các bạn mới dùng được trên beta giao cảm nhé, đúng không? Bệnh nhân mạch vành thì dùng thuốc lợi tiểu này, trên beta giao cảm này, ức chế men chuyển này, chạy canxi này, đúng không? Đấy, phòng ngừa tế bào mạch não thì trong tình huống này có thể dùng lợi tiểu hoặc là dùng ức chế men chuyển. Với tùy từng cái thể bệnh khác nhau thì chúng ta sẽ gì, sẽ dùng các thuốc mà điều trị huyết áp khác nhau. Chính vậy người ta nói là gì ạ, là một cái áo có thể mặc vừa cho mọi người được, hay là gì, chúng ta phải điều trị dựa vào cái thể hóa vì thế đấy, đúng không ạ? Không phải là one size fits all được, đúng không? Thì đây là một slide rất là quan trọng các bạn này, là chúng ta sẽ khởi trị cho bệnh nhân đấy như thế nào nhá. Thì các bạn thấy là gì, là người ta với cả tất cả các bệnh nhân chúng ta, đầu tiên chúng ta phải làm sao, chúng ta phải thay đổi lối sống đã, đúng không ạ? Sau đó chúng ta sẽ đánh giá nguy cơ, đúng không? Nếu bệnh nhân này là gì ạ, là tăng huyết áp mà độ 1 và nguy cơ thấp ấy, thì các bạn có thể dùng là gì? Chúng ta có thể dùng là đơn trị, tức là chúng ta chỉ dùng ức chế men chuyển lợi tiểu hoặc là chế thuốc thể là chế canxi hoặc là chế beta thôi. Nhưng nếu bệnh nhân này là gì các bạn? Là tăng huyết áp giai đoạn trung bình, đoạn độ 1 nhưng mà nguy cơ trung bình cao, rất cao, hoặc là độ 2, độ 3, thì với cả khuyến cáo mới của năm 2018 thôi, là người ta có thể kết hợp luôn hai thuốc luôn ngay từ ban đầu luôn, đúng không ạ? Ức chế thuốc thể, chế canxi hoặc là gì ạ? Không có cả lợi tiểu, đúng không ạ? Hoặc là đến cái mức 3 là gì các bạn? Là sau 1 tháng bệnh nhân vẫn không đạt được huyết áp mục tiêu, thì chúng ta có thể phối hợp ba thuốc là gì, ức chế men chuyển, ức chế thụ thể hoặc là lợi tiểu và kết hợp với cả gì, chạy canxi, đúng không? Để kết hợp ba thuốc, đúng không? Còn nếu như mà bệnh nhân này sau một tháng rồi vẫn không đạt được huyết áp mục tiêu, vẫn cao hơn huyết áp mục tiêu là từ 20/10, chúng ta có thể xếp một loại là tăng huyết kháng trị, và trong tình huống này chúng ta có thể thêm các cái aldosterone hay là tiểu khác, đúng không? Chạy alpha hoặc chạy beta và tham khảo ý kiến chuyên gia. Như vậy là gì các bạn, là chúng ta chỉ dùng đơn trị với cả những tình huống mà bệnh nhân tăng huyết áp độ một nguy cơ thấp thôi. Còn nếu mà tăng huyết áp độ một nguy cơ trung bình cao hoặc rất cao, hoặc là tăng huyết áp độ 2, độ 3, là người ta đã đề cập được khái niệm chúng ta phối hợp thuốc rồi, đúng không? Đây các bạn thấy đúng không ạ? Đơn trị, khi mà chúng ta đơn trị nghĩa là chúng ta chỉ dùng một trong bốn loại thuốc thầy vừa nói các bạn thôi, đúng không? Thì trong khi mà tăng huyết áp độ 1 nguy cơ thấp, hoặc là bệnh nhân rất là cao tuổi, trên 80 tuổi, hoặc là hội chứng lão hóa, thì chúng ta mới dùng đơn trị. Còn với mức 2 thì đa số là người ta đã kết hợp ngay gì ạ, hai hoặc là ba loại thuốc trong cùng một viên để chúng ta điều trị rồi, đúng không? Thế thì tại sao cái khuyến cáo mới năm 2018 cũng gọi là mới thôi, nhưng mà trước đây các bạn nhớ là gì, cách tiếp cận trước đây là người ta gì, là người ta dùng từng thuốc một, rồi người ta cứ tăng liều từng thuốc một lên trước khi người ta kết hợp với nhóm thuốc khác. Nhưng mà với cả cái cách tiếp cận mới là gì các bạn, là chúng ta khởi trị ngay với cái viên phối hợp để mà kiểm soát huyết áp sớm hơn, đúng không ạ? Thì tại sao là như vậy, thì người ta thấy là gì ạ, là nếu mà chúng ta kiểm soát huyết áp càng tích cực càng sớm càng tốt, thì làm cho bệnh nhân làm sao các bạn, tình trạng ổn định càng sớm tốt, thì làm giảm cái biến cố tim mạch, đúng không ạ? Và các bạn thấy là gì, là cái việc trì hoãn việc kiểm soát huyết áp nó có thể gây ra gia tăng cái biến cố tim mạch ở những bệnh nhân đấy. Và tại sao chúng ta nên phối hợp thuốc ngay từ ban đầu, chỗ là gì các bạn, là do tăng huyết áp nó có nhiều cơ chế khác nhau, đặc biệt những người cao tuổi,
Có những người thì là do thể hình giao cảm, có những người là do tăng hoạt động của hệ renin angiotensin, có những người là do tăng lượng muối cơ thể. Như vậy khi mà các bạn kết hợp nhiều thuốc khác nhau thì nó sẽ đánh giá, nó đánh ở nhiều cơ chế khác nhau và gây ra việc áp tốt hơn, đúng không ạ? Và ngoài ra thì các bạn thấy là gì, là khi mà chúng ta phương thuốc thì giảm huyết áp nhanh hơn, mạnh hơn, đúng không ạ? Và thì và trong một số tình huống là gì ạ, là khi mà chúng ta phương thuốc thì làm tăng cái tuân thủ điều trị. Những người già, những người bảo người ta uống hai viên thuốc người ta nhớ quên, nhưng mà nếu mà chúng ta dùng một viên phối hợp hai trong một thì có thể là gì ạ, là có thể làm cho tăng cái tuân thủ điều trị cho bệnh nhân hơn, đúng không ạ? Và các bạn thấy là gì, nếu như mà các bạn một cái liều thuốc, đúng không ạ, và các bạn thấy và quan điểm trước đây là gì, là một thuốc mà chúng tôi không dùng được mà chưa đạt được mục tiêu thì tôi sẽ tăng gấp đôi cái liều đấy lên, đúng không ạ? Thì người ta thấy rằng là gì, là người ta so sánh một bệnh nhân mà chúng ta tăng gấp đôi cái liều đấy lên so với cả một bệnh nhân khác là chúng ta giữ nguyên liều đấy, nhưng mà chúng ta thêm một nhóm thuốc khác thì các bạn thấy là gì, là hiệu quả thì các bạn thấy là gì, là tăng gấp đôi liều thì các bạn thấy là các cái biến cố, đặc biệt là gì, các biến cố về tác dụng phụ nó lại tăng lên, đúng không ạ? Trong khi đó thì chúng ta thấy rằng là gì, là khi mà chúng ta phương thuốc thì nó làm giảm gấp 5 lần so với việc chúng ta phối hợp từng thuốc một, đúng không ạ? Thì đây là cái lý luận mà tại sao mà chúng ta lại dùng các cái viên phối hợp, đúng không ạ? Thì khi mà thay vì chúng ta tăng liều thuốc lên, đúng không ạ? Vì khi mà kết hợp hai thuốc thì hiệu quả sẽ tăng gấp 5 lần so với cả tăng cái liều gấp đôi của cái viên thuốc đấy lên. Và ngoài ra thì các cái tác dụng phụ gặp ít hơn, rồi bệnh nhân tăng tuân thủ điều trị hơn, đúng không ạ? Thì đây là một ví dụ này các bạn này. Vì tại sao ở trong trường mà bị chạy kháng oxy thì tại sao bệnh nhân rất hay phù chân, đúng không ạ? Vì với cả những bệnh nhân thì chạy kháng oxy làm sao các bạn là giãn cái động mạch đến, nhưng mà nó không gì không giãn cái tĩnh mạch đi. Tâm ra là gì, các bạn nó sẽ bị tăng áp lực mà tại các cái mao mạch và nó gây ra thoát quản, thoát dịch vào trong các rìa mao mạch và gây ra hiện tượng phù. Nhưng nếu mà các bạn kết hợp với cả chế biến chuyển thì làm sao, là nó vừa giãn cái động mạch đến do chạy kháng oxy nhưng nó cũng giãn cả tĩnh mạch đi do ức chế của các cái thuốc chế biến chuyển. Chính vậy mà gì các bạn, là cái hiện tượng phù nó sẽ giảm hơn rõ rệt, đúng không ạ? Và một nhân khác nữa là gì các bạn, là khi mà chúng ta dùng cái chế biến chuyển nó rất gây ho, nhưng mà khi mà các bạn kết hợp với cả chạy kháng oxy thì nó sẽ làm giảm sản xuất các cái prostaglandin E2, đúng không, thông qua các cái ức chế của arachidonic, và nó sẽ làm giảm hiện tượng ho ở những bệnh nhân mà chúng ta dùng chế biến chuyển đơn độc. Như vậy là khi mà kết hợp thì các bạn thấy là gì, là nó sẽ làm giảm được các cái biến cố, các tác dụng phụ cho bệnh nhân hơn, đúng không? Và đặc biệt là nó tăng tuân thủ điều trị và nó làm giảm kinh phí điều trị cho bệnh nhân hơn. Thì các bạn biết là gì, một cái viên thuốc ấy, khi mà mua rời hai viên bao giờ đắt hơn là các bạn mua một cái viên phối hợp. Như vậy là khi mà mua một cái viên phối hợp thì nó tăng tuân thủ bệnh nhân hơn, đúng không ạ, và nó giảm chi phí điều trị hơn nhé. Như vậy tóm lại đây là cái bài tổng kết thầy vừa đưa qua các bạn một số các khái niệm, đúng không ạ? Khái niệm thì các cái khái niệm thì các bạn sẽ biết được là gì ạ, là cái việc mà chúng ta đo huyết áp giống hệt những cái bức tranh này, đúng không ạ? Thì nó không chỉ là gì ạ, là dựa vào cái con số huyết áp đơn thuần của bệnh nhân để chúng ta phát thuốc đâu, đúng không? Chúng ta phải dựa xem bệnh nhân đấy là thế nào, đúng không ạ? Thay vì thì cho cái tay qua cái lỗ ở cái cửa để đo dựa vào con số huyết áp thì chúng ta phải xem bệnh nhân đấy là gì, có yếu tố tim mạch gì hay không, đúng không? Vì các bạn biết rồi là gì, là cùng tăng huyết áp độ 1 nhưng mà gì có thể là gì ạ, sẽ mức nguy cơ cao và rất cao tùy thuộc vào từng bệnh nhân một, đúng không ạ? Em thấy là thầy có bảo là khởi trị bằng viên phối hợp ngay từ đầu luôn để kiểm soát huyết áp ấy, thì mình có thể dự phòng cái biến chứng mà hạ huyết áp tư thế cũng như là huyết áp thấp đối với bệnh nhân có nền tăng huyết áp. Câu hỏi của em là như thế nào nhỉ? Em thấy tức là thầy bảo là khởi trị điều trị tăng huyết áp ngay bằng viên phối hợp ấy, mà kiểu thay vì dò liều như từ đầu ấy, thì cái biến chứng của bệnh nhân ví dụ là hạ huyết áp tư thế cũng như là bệnh nhân có cái trường hợp mà hạ huyết áp nhiều hơn so với ban đầu ấy, thì mình tầm soát về đấy kiểu gì ạ? Câu hỏi của bạn rất là hay, chỗ là các bạn sẽ cũng rất là nhiều các bác sĩ khác người ta lo ngại là gì, là nếu mà tôi mà dùng cái thuốc huyết áp mà kết hợp ngay từ ban đầu thì tôi có thể gây ra gì ạ, tình trạng tù đác của bệnh nhân, đúng không? Thế thì các bạn thấy là gì, là nếu với cả những tình huống mà hạ huyết áp tư thế thì nó hay gặp những người nào, một là gì ạ, là những người cao tuổi, đúng không? Cái thứ hai là những người có mắc cái bệnh tiểu đường là những đối tượng bệnh nhân mà hay gặp nhất là hạ huyết áp tư thế, đúng không? Như vậy trong tình huống này các bạn thấy là gì, là nếu mà bệnh nhân này là tăng huyết áp 1 độ 2 và nguy cơ rất là cao độ 2 độ 3 thì chúng ta phối hợp ngay. Nhưng nếu bệnh nhân đấy rất là cao tuổi chẳng hạn, độ trên 80 tuổi thì chúng ta thấy là chúng ta cân nhắc để chúng ta dùng đơn trị thôi, đúng không? Và nếu mà bệnh nhân này là dưới 80 tuổi thì chúng ta có thể là chúng ta phối hợp hai thuốc và chúng ta theo dõi huyết áp chứ, đúng không? Không phải một bệnh nhân là các bạn cho thuốc vào cái là bệnh nhân ok ngay, đúng không ạ? Thì có những bệnh nhân mà có thể là gì ạ, là cho hai thuốc rồi cũng không hạ được huyết áp, hoặc ngược lại có những bệnh nhân như bạn nói đấy là gì, là huyết áp bị hạ mạnh quá, hoặc là bệnh nhân bị hạ huyết áp tư thế quá, đúng không? Như vậy là chính vậy mà người ta đưa ra cái mốc là gì ạ, là sau một tháng là người ta phải quay lại tái khám bác sĩ để chỉnh thuốc, là vì thế, đúng không? Chứ không phải bệnh nhân nào chúng ta cũng áp dụng cái công thức này, đúng không ạ? Nhưng mà để mà tránh cái hiện tượng mà hạ huyết áp tư thế thì các bạn phải nhớ là chúng ta sẽ khuyên bệnh nhân một số cái điều. Một là khi bệnh nhân đứng lên ngồi xuống ấy, đặc biệt người già thì người ta sẽ phải
thay đổi tư thế từ từ, đúng không? Đứng lên ngồi xuống, người ta ngồi từ từ. Ví dụ đứng lên đang nằm chẳng hạn thì người ta sẽ ngồi dậy, sau đó người ta một lúc sau là người ta mới đứng dậy, người ta đi lại thì nó giảm được hiện tượng phá đáp tư thế. Một cái nữa là gì hay gặp phá đáp tư thế ở chỗ là đặc biệt vào mùa hè ấy, các bạn thấy là gì? Là khi mà bệnh nhân là người ta uống ít nước, đặc biệt người già người ta mất cái phản xạ uống nước ấy, thì làm cho giảm cái thể tích tuần hoàn. Chính vậy khi vào mùa hè thì chúng ta có thể khuyến khích bệnh nhân uống nhiều nước hơn để tránh hạ huyết áp tư thế, đúng không ạ? Như vậy là có một số các tips như vậy, tip and trick như vậy, đúng không ạ? Và đặc biệt là những bệnh nhân mà dùng các cái thuốc mà chạy alpha chẳng hạn, nhiều bệnh nhân mà có điều trị mà tiền tuyến ấy, là người ta dùng các thuốc mà chạy alpha thì nó cũng là một trong những thuốc gây ra cái hạ huyết áp tư thế. Như vậy là các bạn nhớ là gì, là đây là một công thức chung, đúng không ạ, cho đối tượng bệnh nhân, người ta dựa vào tăng huyết áp và nguy cơ, đúng không ạ? Nhưng mà các bạn có thể áp dụng, nhưng mà chúng ta nhớ là chúng ta cũng phải cá thể hóa thì vừa nói các bạn rồi, đúng không ạ? Thì chúng ta lựa chọn thôi. Còn những bệnh nhân mà có những tác dụng đấy thì chúng ta phải chỉnh thuốc. Bây giờ sử dụng người ta phương pháp hai thuốc mà huyết áp hạ quá thì chúng ta lại phải hạ cái liều hai thuốc đấy, đúng không ạ, thấp hơn, hoặc là chúng ta dùng đơn trị, đúng không ạ? Hoặc là chúng ta tìm các nguyên nhân gây ra cái hạ huyết áp tư thế khác nữa. Còn có gì ở các bạn trong cái phần này nữa, còn bài tăng huyết áp nữa? Em thật thầy là thầy có thể giải thích cho chúng em về tăng huyết áp kháng trị không ạ, và mình sẽ điều trị những trường hợp đấy như thế nào ạ? Ra cái phần này các bạn hỏi nó cũng hơi bị sâu quá, đúng không ạ? Nhưng mà thầy sẽ nói với các bạn là bài này trước mắt thì thầy muốn các bạn là nắm được các cái khái niệm cơ bản của tăng huyết áp đã, đúng không? Tăng kháng trị thì nó sẽ hơi bị sâu, nhưng mà thôi bạn đã hỏi thì mình thầy sẽ nói này. Tăng kháng trị người ta khi nào người ta gọi là tăng kháng trị trong tình huống nào, nếu như mà là gì, là bệnh nhân đã dùng các cái thuốc huyết áp, đúng không ạ, tối thiểu là gì ạ, tối thiểu là từ 2 đến 3 thuốc, trong đó có thuốc lợi tiểu, mà huyết áp bệnh nhân vẫn không đạt được với mức mục tiêu là dưới 140-80 thì người ta sẽ gọi là gì ạ, thì người ta sẽ gọi là tăng huyết áp kháng trị, đúng không ạ? Thế thì trong tình huống tăng kháng trị này các bạn nhớ là chúng ta phải phân biệt với một số tình huống người ta gọi là giả tăng huyết áp kháng trị cho tình huống gì. Ví dụ giả sử là gì, là chúng ta phải xem lại bệnh nhân này uống thuốc có đúng hay không, đúng không? Có nhiều bệnh nhân là gì các bạn, là cho thuốc nhưng mà bệnh nhân không uống, hoặc là gì các bạn, hoặc là người ta uống không đủ thuốc, đúng không? Một cái nước có thể gặp là gì ở Việt Nam chúng ta là gì, là chúng ta cho thuốc một đơn nhưng mà bệnh nhân ra ngoài người ta lại đổi sang cái thuốc hàng generic, tức là cái hàng không phải hàng chuẩn đấy, hoặc là gì ạ, thuốc nó không đạt chất lượng, đúng không? Cách bảo quản không đúng, thì chúng ta phải xem lại, một là gì ạ, một là chế độ sinh hoạt bệnh nhân, chế độ thuốc bệnh nhân, và cái nữa rất quan trọng là gì các bạn, là cái bệnh lý nền đi kèm theo của bệnh nhân đấy. Giả sử là một bệnh nhân mà có suy thận chẳng hạn, đúng không, mà các bạn không khống chế được gì ạ, tình trạng suy thận tốt thì huyết áp nó sẽ kéo theo, là huyết áp không khống chế được. Vậy chúng ta phải cân nhắc trên ba cái chân kiềng, một là chế độ sinh hoạt bệnh nhân, đúng không ạ? Thứ hai là gì các bạn, là cái chế độ dùng thuốc của bệnh nhân. Thứ ba là các bệnh lý đi kèm theo bệnh nhân được khống chế chưa, đúng không ạ? Khi mà tất cả các yếu tố đấy mà các bạn đã kiểm soát rồi và các bạn thấy là gì, là vẫn không hạ được huyết áp dưới cái mức là 140-90 khi mà bệnh nhân đã dùng 2-3 thuốc cho nó có lợi tiểu, thì lúc đấy thì các bạn mới được chẩn đoán là gì các bạn, là tăng huyết áp kháng trị nhé, đúng không ạ? Vì là sao, cái niệm tăng huyết kháng trị là cái niệm mà hiện nay nó rất là bị lạm dụng, đúng không ạ? Nhiều bệnh nhân mà cứ chẩn đoán là tăng huyết áp là chúng ta cứ không dùng được thuốc huyết áp, hạ được là chúng ta coi là kháng trị, đúng không ạ? Thì trong tình huống đấy, như slide thì vừa nói các bạn rồi, là các bạn sẽ thêm nhóm gì ạ, cái nhóm spironolactone để các bạn xem là tình trạng bệnh nhân là có gì ạ, có hạ được huyết áp hay không, đúng không ạ? Sau đó thì các bạn thấy là gì, là trong một số tình huống thì người ta có thể đưa ra cái phương án là chúng ta đốt ra cả mạch thận, đúng không ạ? Trong một số tình huống nếu như mà dùng tất cả các biện pháp rồi mà không đỡ, đúng không ạ, thì cũng có thể để ra hướng đấy. Nhưng tất nhiên là người ta có cái mục nhỏ đấy, là các bạn phải hội chẩn với cả chuyên gia để các bạn xem là gì, là cái nhóm đấy thì chúng ta có làm được cái thủ thuật đấy hay không, đúng không ạ? Nhưng tất nhiên là cái này hơi sâu, thì cũng muốn nói các bạn kỹ ở phần này. Em đã hiểu chưa? Dạ vâng ạ. Dạ vâng, em hiểu rồi ạ. Em cảm ơn thầy. Em thấy một câu hỏi vui rằng là kiểu tại sao rượu vang nó lại kiểu giúp mình giảm nicotine mạnh ạ? Có rất nhiều cái mà người ta thấy rằng là gì ạ, là trong đó thì nó có tác dụng, mà rượu vang thì có một số tác dụng nhất định nó có thể gây ra giãn mạch, đúng không ạ? Mà các bạn thấy là giãn mạch đặc biệt là qua cơ chế NO có thể hưởng, nó có thể làm tốt, nó giống như là các bạn dùng cái chế men chuyển hoặc là cái chế thụ thể đấy, đúng không ạ? Thì nó gây ra giãn mạch đấy, đúng không ạ? Thì nó có thể là tốt được trong tim mạch, đúng không ạ? Tất nhiên là người ta dựa vào những cái mà nghiên cứu ở trên một số cái quần thể, đúng không ạ, chứ không phải là người ta dự đoán. Rất nhiều cái chúng ta nghĩ là đúng nhưng mà lúc mà đưa vào nghiên cứu thì lại là gì ạ, là sai, đúng không ạ? Tất nhiên là rượu vang các bạn nhớ là nó phải là rượu vang tốt, đúng không ạ? Nó phải là rượu vang xịn, tức là cái vùng của Pháp nhất định, đúng không ạ? Chứ còn nếu mà rượu vang mà chúng ta pha cồn quá nhiều rồi thì nó cũng lại bị phản tác dụng.
Có bạn Minh Hiếu hỏi thầy là tiêu chí dùng để phân loại tăng huyết áp thực sự cần cấp cứu và tăng huyết áp cấp cứu là gì đấy, thì các bạn nào trả lời câu hỏi này không? Các bạn nào trả lời được câu hỏi của bạn Minh Hiếu không? Dạ không ạ. Thế thì nhá, khái niệm mà cần cấp cứu đó các bạn tên là gì? Là các bạn nhớ thấy là khái niệm không phải lúc nào chúng ta cũng gọi là tăng cấp cứu đó nhé. Đúng không? Mà nó có cái khái niệm định nghĩa của nó là gì các bạn? Là cái đáp các bạn phải trên chứ ạ. Trên 108, trên 110, 120 thì các bạn mới được gọi là cơn tăng huyết áp cấp cứu, đúng không ạ? Chứ không phải là cứ trên tầm 107, 106, 107 là các bạn gọi tăng huyết áp cấp cứu đâu, đúng không ạ? Đó là mức của nó. Và một cái nữa rất quan trọng là gì các bạn, là chúng ta phải dựa vào xem bệnh nhân này có cái tổn thương có nick hay chưa nhá. Thì giả sử là các bạn một bệnh nhân đẩy vào và các bạn là cái nắp 108, 102 nhưng mà vào thì vẫn tỉnh queo, chẳng vấn đề gì cả, đúng không ạ? Thì đôi đấy chúng ta không gọi là cơn tăng huyết áp cấp cứu thì nó và trong tình huống này chúng ta phải chẩn đoán là có các cái tổn thương cố định tiến triển hay không, có nghĩa là các bạn phải khám, đúng không ạ? Các bạn phải xem bệnh nhân này có bị tai biến mạch não, có bị mắt mờ, có bị tim, có bị suy tim, đúng không? Có bị suy thận, có bị tổn thương các mạch máu hay không, thì các bạn xem là tổn thương cố định có hay không, đúng không ạ? Thì lúc này các bạn phải phân loại của nó, đúng không ạ? Nếu như mà bệnh nhân này thì là có nghĩa là gì các bạn, là tăng huyết áp cấp cứu, đúng không? Còn nếu mà không thì các bạn thấy là gì, là gì, là tăng huyết áp khẩn cấp, đúng không ạ? Tăng huyết áp khẩn cấp. Nhưng một cái thể nữa là gì các bạn, là giống như chúng ta vừa đi khám sàng lọc COVID thì rất nhiều nhân đến 108, 102 người ta bị thường xuyên thế rồi, thì người ta gọi là gì các bạn, là người ta gọi là cơn thường xuyên, người ta gọi là tăng huyết áp chưa kiểm soát, chứ không phải là cơn tăng huyết áp khẩn cấp nữa. Thì ông này ngày nào cũng bị thế, lúc nào 108, 102 hết, từ đấy người ta gọi là gì, tăng huyết áp chưa kiểm soát, đúng không? Thì với cả tăng huyết áp cấp cứu các bạn thấy là gì, nếu như mà tổn thương aortic mà có huyết áp trên 108, 102 thì lúc này các bạn phải dùng thuốc đường tĩnh mạch và các bạn phải nhập viện ở các cái đơn vị mà có cấp cứu về mặt tim mạch, đúng không? Còn nếu như mà tăng huyết áp mặc dù mức rất là cao như này nhưng mà chưa có tổn thương cố định thì các bạn thấy là gì, là chúng ta có thể cho bệnh nhân thuốc uống và có thể cho bệnh nhân ngoại trú được, đúng không ạ? Còn nếu mà cái thể bệnh mà gì ạ, mà tăng huyết áp chưa kiểm soát thì có thể là gì ạ, là điều chỉnh thuốc và tái khám sau 48-72 giờ thôi nhá. Như vậy mấu chốt câu hỏi của bạn Hiếu đưa ra là gì, là các bạn phải xác định được một là con số huyết áp đã đủ tiêu chuẩn chưa, và cái thứ hai là gì các bạn, là đã có tổn thương cố định hay chưa, để chúng ta xem là nó thể là thể gì, tăng huyết áp cấp cứu hay là tăng huyết áp khẩn cấp. Còn có hỏi gì khác nữa? Thế thì còn một bài nữa thì thầy giảng luôn nhé, bài các yếu tố nguy cơ tim mạch trong bài thứ hai, thì bài này thầy sẽ nói ngắn gọn thôi vì chúng ta cũng đã nói qua về cái phần này ở trong cái bài trước rồi. Thế thì bài này thầy sẽ đi nhanh thôi, vì nó cũng giống như là cái bài trước, một số khái niệm thầy đã nói rồi, đúng không ạ? Thế thì tim mạch thì các bạn thấy là vẫn là nguyên nhân gây ra tử vong hàng đầu, đúng không ạ? Và việc mà các bạn đưa ra được các khái niệm yếu tố nguy cơ tim mạch nó rất là quan trọng, như thầy vừa nói các bạn, đúng không ạ? Vì đứng trước một bệnh nhân tim mạch nào thì các bạn cũng phải xem bệnh nhân đấy là yếu tố nguy cơ tim mạch là gì, đúng không ạ? Vì không phải là một bệnh nhân trẻ khỏe tiên lăn quay ra bị bệnh tim mạch đâu, ít lắm, đúng không ạ?
thì các bạn thấy là gì? Và thứ hai là một cái điều rất là quan trọng, và từ đấy thì bệnh nhân người ta có thì các thái độ để người ta thay đổi cái lối sống của bệnh nhân nữa, để chúng ta khống chế được các yếu tố gây tim mạch, để bệnh nhân chung sống với cả bệnh tật một cách cả đời, đúng không ạ? Thì yếu tố tim mạch người ta định nghĩa là gì? Là những cái yếu tố liên quan đến bản thân con người hoặc là tác động từ môi trường sống làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, và nó được xác định chủ yếu dựa vào các thống kê và không thống nhất, phải có một mối quan hệ nhân quả. Thì đây là một các yếu tố nguy cơ tim mạch thầy vừa nói với các bạn rồi, đúng không? Thì người ta chia ra làm hai cái yếu tố nguy cơ tim mạch, là yếu tố nguy cơ gì ạ? Có thể theo được, rồi có yếu tố nguy cơ gì ạ? Là không thể theo được, đúng không ạ? Là tuổi này, giới này, chủng tộc này, đúng không ạ? Và đấy là những yếu tố nguy cơ gì các bạn, là tiền sử gia đình, là những yếu tố nguy cơ gì ạ? Là không thể theo được, còn tất cả những cái loại là chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể theo được, đúng không? Thế thì béo phì thì người ta thấy là gì các bạn, là cái mốc là với cả người châu Á thì các bạn thấy là gì, là trên 23, đúng không ạ? Thừa cân là từ 25 đến 30, bóng eo thì lớn hơn 90, và nữ là lớn hơn 80 với nữ, và đời sống tĩnh tại thì là yếu tố nguy cơ tim mạch, đúng không? Và một số các yếu tố nguy cơ tim mạch mới là người ta cũng đưa ra là các yếu tố viêm, ví dụ là tăng CRP, nó cũng coi là yếu tố tiết lượng độc lập, đúng không ạ? Là tăng BNP, rồi là cấu trúc về gen, rồi là ảnh vôi hóa của động mạch vành trên phim CT, nó cũng là một số các cái yếu tố dấu chỉ ở trong cái yếu tố tim mạch mới mà gần đây người ta mới nói, khi mà chúng ta có được các cái xét nghiệm hóa sinh chúng ta làm thường quy hơn, hoặc là các MSCT mạch vành làm nhiều hơn, người ta thấy rằng nó có cái yếu tố nguy cơ tiên lượng mới ở trong tim mạch. Và gì, và đặc biệt là trong cái năm vừa rồi thì các bạn thấy là gì, là chúng ta nổi lên một cái nữa là gì các bạn, là các cái vấn đề về mặt môi trường, đúng không ạ? Đây là người ta coi là yếu tố nguy cơ tim mạch mới nổi ở trong hội nghị gần đây người ta nói rất là nhiều, đúng không ạ? Và các bạn thấy là gì, trước thời Covid thì chúng ta cứ suốt ngày để xem là hôm nay ô nhiễm môi trường của Hà Nội là bao nhiêu, đúng không ạ? Thì đúng thật là bây giờ người ta thấy là gì, là nó có mối liên quan giữa cả ô nhiễm môi trường và các bệnh lý về mặt tim mạch, đúng không ạ? Khi mà chúng ta thấy là môi trường càng ngày càng ô nhiễm hơn, khí hậu trái đất là nóng lên hơn, và nó cũng là một cái tác động với cả những đối tượng bệnh nhân mà bệnh lý tim mạch, đúng không ạ? Các bạn thấy là ở những người mà miền Bắc ấy, đặc biệt là những lúc mà giao mùa, đặc biệt là sang mùa thu, mùa đông ấy, thì cái tỷ lệ mắc các cái bệnh lý về tăng huyết áp hoặc là bệnh lý về phình tắc đường mạch chủ nó gia tăng rõ rệt hơn so với cả những người trong miền Nam khi mà có các khí hậu ôn hòa. Đây thì các bạn thấy đúng không ạ? Nó cũng có các cái mối liên quan đấy, cả các cái ô nhiễm môi trường và bệnh lý tim mạch. Thì đây là một cái khái niệm mới so với những cái mà chúng ta đã biết rồi. Đấy. Thế thì các bạn thấy là cái bài này thì chúng ta cũng đã nói ở cái phần này trước rồi, đúng không ạ? Khi mà bệnh nhân gì ạ, mắc một biến cố tim mạch thì nguy cơ biến cố thì nó càng ngày càng gia tăng. Nếu mà bệnh nhân mà mắc từ 3 đến 4 hoặc 5 yếu tố nguy cơ tim mạch thì các bạn thấy là gì? Là cái biến cố bệnh nhân gặp phải là rất là lớn, đúng không? Như vậy là một bệnh nhân mà có nhiều yếu tố nguy cơ chuyển hóa thì cái nguy cơ bệnh nhân đấy mắc tiểu đường, để mắc tăng huyết áp, bệnh thận mãn vân vân, thì cái nguy cơ bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim, bị tế bào mạch não nó sẽ gia tăng rất là nhanh trong 5 tháng, đúng không ạ? Và các bạn thấy là gì, nó cộng gộp vào với nhau, đúng không? Theo cấp số nhân lên, đến là bệnh nhân này có nhiều yếu tố nguy cơ tim mạch phối hợp với nhau. Như vậy là cái chiến lược tiếp cận và phòng ngừa bệnh lý tim mạch nó dựa vào cái gì? Một là các chương trình của cộng đồng, đúng không ạ? Thứ hai là ngăn ngừa tiên phát từ trên thực hành, và thứ ba là gì? Là các điều trị, các trường hợp cấp cứu tại bệnh viện, và cuối cùng là gì các bạn? Là phòng ngừa thứ phát sau khi mà bệnh nhân đã có mắc cái bệnh lý đi rồi và về với các bạn, về cộng đồng với các bạn rồi. Thì đây là cái chiến lược tiếp cận với cả là bệnh tim mạch, đúng không ạ? Rồi là các cái chế độ phụ thuộc rất là nhiều dựa vào cái chính sách của cái bộ y tế cũng như là của chính phủ, đúng không? Dựa vào các cái thuế, chúng ta tăng cái thuế nhập khẩu thuốc lá, đúng không? Rồi là gì, là cấm thuốc lá ở nơi công cộng, cấm các biển quảng cáo, rồi là hạn chế bán ở một số nơi với cả chính sách của thuốc lá, đúng không? Thì các bạn thấy là rất nhiều người là đăng cái những ảnh mà về phổi, về ung thư hoặc là gan ung thư trên cái bao thuốc lá, nhưng mà dần dần những ông thuốc lá cũng quen, nó cũng coi như là bình thường, đúng không? Như vậy là những cái chính sách nó cũng phải thay đổi. Rồi là những cái mà gì các bạn, là chế độ ăn giảm muối, giảm mỡ thì đã nói ở phần trước rồi, đúng không ạ? Và xây dựng cơ sở vật chất, môi trường cho vận động tập luyện, đúng không ạ? Vì giáo dục sức khỏe tim mạch cho cộng đồng. Như vậy là các bạn thấy là không phải cái cớ gì mà tiên là những cái môn mà chạy bộ là những môn mà thể thao được ưa chuộng nhất, vì gì, vì chúng ta thiếu rất nhiều cái cơ sở vật chất để cho cái vận động thể chất của người dân thông thường, đúng không ạ? Đây thì thầy nói với các bạn rồi, đúng không ạ? Thì người ta bây giờ người ta đưa cái ngừng thuốc lá bao giờ là cái đầu tiên là bệnh nhân tim mạch phải phòng ngừa, vì hút thuốc lá nó là yếu tố nguy cơ để coi là mạnh nhất trong các yếu tố nguy cơ tim mạch, nó ảnh hưởng trực tiếp đến cả các cái bệnh lý về mặt tim mạch, đặc biệt là các bệnh lý về mặt xơ vữa. Chế độ ăn, đúng không ạ, là ít năng lượng, ít mỡ, ít mặn, ít đường, đúng không ạ, giàu chất dinh dưỡng, giàu chất xơ. Rồi tập thể dục thì người ta khuyến cáo là những bệnh nhân mà có thể chất thì có thể dùng được tập ít nhất là 30 phút mỗi ngày và hàng ngày, giảm cân nặng từ 5-10% tình trạng hiện tại, và nếu mà BMI thừa cân là trên 23 hoặc là vòng bụng trên 90 với nam và 80 với nữ. Thế còn về mặt
về mặt thuốc men thì các bạn thấy là gì, là chúng ta có thể làm giảm các cái LDL-C cholesterol, đúng không ạ? Thì trong các cái khuyến cáo gần đây thì với cả những đối tượng bệnh nhân mà nguy cơ cao thì người ta có thể đưa cái mức này về dưới 1.8 mmol trên lít, đúng không ạ? Thì với cả những cái nhóm statin, đúng không, thì gần đây có thể một số nhóm thuốc mới gọi là PCSK9, đúng không ạ, hoặc là các cái ezetimibe có thể làm giảm được các LDL-C cholesterol, đúng không ạ? Điều trị tốt huyết áp thì chúng ta vừa nói bài trước rồi, đúng không? Điều trị tiểu đường tốt này, cai thuốc lá này, và các cái tâm lý và những cái thuốc mà có thể giúp cai nghiện cho bệnh nhân, đúng không ạ? Và sống dưới cái mức gì ạ? Cái máy ô che khỏe mạnh có nghĩa là gì, là đường máu dưới khoảng tầm 5.6, LDL-C trung bình tầm 2.6, có nghĩa là những bệnh nhân nguy cơ cao thì có thể mức cao hơn là dưới 1.8, đúng không ạ? Và huyết áp tối đa dưới 140. Đấy. Và thực hành phòng ngừa các yếu tố nguy cơ của bệnh tim mạch cho bệnh nhân bằng các cái tháp năng lượng mà chúng ta thấy, đúng không ạ? Thì chúng ta phải giảm lượng muối này, giảm lượng đường này, chúng ta tăng cường cái chất xơ lên, đúng không ạ? Thì cái phần này thì chúng ta đã nói rồi, đúng không? Thì chúng ta sẽ giảm cái chất béo là gì? Đặc biệt là những từ các cái phủ tạng động vật, đúng không ạ? Da động vật, da gà, da vịt, vân vân, đúng không ạ? Và quá nhiều lòng đỏ trứng, bơ, sữa nguyên kem, vân vân, đúng không ạ? Và thực phẩm chế biến sẵn, tinh bột chế biến sẵn, đường ngọt, bánh kẹo, nhiều muối, nhiều mì chính. Và chúng ta tăng cường ăn rau củ quả chất xơ và cái tinh bột chế biến thô cho bệnh nhân. Thì đây là cái khái niệm rất là cơ bản để cho bệnh nhân tim mạch khi mà chúng ta khuyên, đúng không ạ? Thì các bạn thấy là gì, là chúng ta cần nghiên cứu các cái cách làm thức ăn, hạn chế sử dụng các nhiều thực phẩm ướp muối và các đồ ăn nhanh, đúng không ạ? Như thầy nói với các bạn ngay từ ban đầu, đúng không ạ? Thì khi mà các cái đồ ăn nhanh, đặc biệt là các cái fast food, là KFC, là Lotte, Reaza, thì nó rất nhiều các cái mỡ, rồi là gì ạ, các cái muối ở trong đấy, đúng không ạ? Giảm nguồn năng lượng thì chất béo này, rồi các bạn thấy là gì, là thực phẩm và món ăn nên hạn chế là tất cả thực phẩm có nhiều chất béo, tức là có nhiều cholesterol, đúng không ạ? Và còn món ăn có đưa thêm các chất béo vào thì chúng ta cũng phải hạn chế, đúng không ạ? Và chúng ta nên dùng các loại dầu thực vật đó, để chúng ta thay thế, hoặc là các cái dầu cá hoặc là dầu ô liu cũng rất là tốt cho tim mạch, đúng không ạ? Còn chất bột đường thì chúng ta có thể hạn chế này, nhưng mà có một số loại chúng ta có thể khuyến khích bệnh nhân dùng là gì, là như là bánh mì đen, đúng không ạ? Hoặc là ngũ cốc nguyên hạt, hoặc là khoai củ cũng rất là tốt, đúng không ạ? Đấy, chúng ta tăng cường bổ sung rau hoặc quả chín này, bổ sung các chất khoáng và các vitamin tổng hợp này, đặc biệt là những đối tượng bệnh nhân mà chúng ta dùng các thuốc lợi tiểu các bạn ạ, thì chúng ta có phải bổ sung thêm các chất khoáng như kali máu, đúng không ạ? Để bổ sung cái kali ở trong máu, đúng không ạ? Natri kali. Và rau quả thì chúng ta thấy là nên gì ạ? Rau quả tươi và màu xanh thẫm, màu vàng đỏ thì này. Và rau quả nó càng có nhiều sắc màu thì càng có nhiều các cái chất chống oxy hóa hơn, cho tốt cho bệnh nhân tim mạch. Hạn chế rượu bia, đúng không ạ? Dưới gì ạ? Dưới 2 đơn vị một ngày với nam, và dưới 1 đơn vị một ngày với nữ, và tổng cộng là dưới 14 đơn vị và dưới 9 đơn vị một tuần với nữ, đúng không ạ? Thì cái này là phụ thuộc vào tiêu chuẩn, đúng không ạ? Ở đây các bạn hỏi là sao thì vàng tốt, thì các bạn thấy là nhiều khi uống rượu bia là mặt cứ đỏ lên là do tụ giãn mạch, đúng không ạ? Thì đây nó có thể là một cơ chế tốt cho bệnh nhân về mặt tim mạch. Rồi là gì, các bạn thấy là gì, là chúng ta tránh lối sống tĩnh tại, đúng không ạ? Và một cái nguyên tắc ở trong cái vận động của bệnh nhân tim mạch là gì, là chọn các môn thể thao gì các bạn, là tăng dần cường độ và không mang tính chất đối kháng, là cái thông điệp chung nhất với cả những bệnh nhân về mặt tim mạch, đúng không ạ? Và tùy từng bệnh nhân thì chúng ta có thể để có các chế độ như là đi bộ nhanh, dọn dẹp sân vườn này, làm những việc nhà từ vừa đến nặng này, và khiêu vũ vui vẻ tập tại nhà, đúng không ạ? Như vậy tùy từng bệnh nhân, chúng ta sẽ khuyên bệnh nhân đấy là thực hiện những cái bài tập khác nhau, đúng không ạ? Còn với cả những trường mà tăng cường luyện tập cho tim phổi, rồi đi bộ đường dài hoặc là chạy bộ, đúng không ạ? Leo cầu thang, đi xe đạp, đi bơi, chèo thuyền, hoặc tập cái aerobic đều có thể được hết, đúng không ạ? Và cái việc tập này thì các bạn có thể tùy theo các cái thể trạng của bệnh nhân, nhưng mà người ta khuyến cáo là gì, nếu mà tốt nhất thì có thể thực hiện từ 30 đến 60 phút hoạt động mỗi ngày, đúng không ạ? Và tổng cộng ít nhất là tầm 150 phút hoạt động thể lực với cường độ vừa phải mỗi tuần, và chắc chắn thực hiện thường xuyên hàng ngày, hầu như tất cả các ngày trong tuần thì là tốt nhất, đúng không ạ? Thì đây là cái cường độ tập luyện thể dục với cả bệnh nhân đấy, đúng không ạ? Thì có rất nhiều bạn sẽ e ngại là gì, là nhiều bệnh nhân tim mạch thì em sợ là nếu mà tập thì bệnh nhân sẽ bị nặng lên, đúng không ạ? Thì một trong những cách là chúng ta có thể theo dõi việc đấy là gì, là chúng ta có thể làm các cái test gắng sức cho bệnh nhân, đúng không ạ? Ở trong viện, và cho bệnh nhân chạy thảm, là cho bệnh nhân làm siêu gắng sức, để chúng ta xem là cái đáp ứng bệnh nhân với cả các cái bài tập như thế nào. Đi bộ từ 10 đến 15 phút trong giờ nghỉ trưa, đúng không ạ? Là chúng ta sẽ đi thang bộ thay vì chúng ta đi thang máy, đúng không ạ? Tất nhiên là những cái tầng thấp thôi, từ tầng 1 đến tầng 3, còn đến mà tầng mười mấy các bạn bắt bệnh nhân đi thang bộ thì mất được giờ đường thì chết, đúng không ạ? Đỗ xe ở chỗ xa cửa hàng hơn, hoặc là đi bộ qua bãi xe, thì chúng ta sẽ tăng cường các cái vận động cho bệnh nhân, trong những hoạt động hàng ngày của bệnh nhân hơn, đúng không ạ? Và duy trì cân nặng ở mức BMI lý tưởng này, đúng không ạ? Thì các bạn thấy là ăn ít hơn, cân đối hơn, chăm sóc bổ dưỡng này, tuân thủ theo chế độ tổng thể lành mạnh, duy trì sự cân nặng thể chất, và chúng ta sẽ gì ạ? Chúng ta sẽ cố gắng là để hạn chế cái vòng eo, giảm vòng eo xuống cho bệnh nhân, đúng không ạ? Và các bạn thấy là gì? Là các cái phân bố là quả táo kiểu nam, hoặc là kiểu quả lê kiểu nữ, là những cái phân bố, đặc biệt là những cái bệnh nhân mà
có những mắc những cái bệnh chuyển hóa thì hay rất hay gặp cái hình ảnh như thế này, đúng không ạ? Và làm thế nào để chúng ta khuyến cáo bệnh nhân là gì ạ? Ăn ít hơn rồi những thực phẩm ăn nhanh. Rồi chúng ta thấy là gì ạ? Là chúng ta sẽ nhận 100 kilocalo khi nào chúng ta uống một nước Coca-Cola này, chúng ta ăn 16 gram quả hạt này, hoặc là chúng ta ăn một cái hộp bánh quy, đúng không? Thì chúng ta sẽ nạp vào cơ thể tầm 100 kilocalo. Nhưng mà làm thế nào để cho những bệnh nhân luyện tập họ đã ăn bớt đi, đúng không? Thì chúng ta phải nói là gì? Là khi mà bác ăn cái chế độ ăn thế này thì bác phải mất gì ạ? Phải đánh tennis mất khoảng tầm 25 phút bác mới tiêu được hết chỗ đấy, đúng không? Hoặc là phải đá bóng trong vòng 15 phút mới tiêu được hết chỗ đấy, hoặc là đi bộ mất 45 phút thì mới tiêu được hết cái cốc Coca-Cola đấy, đúng không ạ? Vậy khi mà chúng ta lý giải, chúng ta giáo dục sức khỏe bệnh nhân khi mà cân bằng giữa cả cái lượng ăn vào và cái lượng hoạt động thì người ta sẽ sợ ăn, và tóm lại là đi bộ mất 45 phút thì mới tiêu được một cái cốc Coca-Cola, đúng không ạ? Như vậy là người ta sẽ hạn chế ăn hơn trong các cái tình huống đấy. Và đấy các bạn thấy như bạn nói, đúng không ạ? Thì cái thuốc lá nó cái rất là quan trọng, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ lựa chọn những thời điểm bệnh nhân vào viện là những cái thời điểm rất là dễ dàng khuyên bệnh nhân bỏ thuốc, vì sau người ta sau những cái trải qua cái biến cố thì thường người ta rất là sợ, đúng không ạ? Rồi ngoài ra thì chi phí mua thuốc vân vân, đúng không ạ? Thì cái này thì thầy sẽ không nói ở đây, đúng không ạ? Thì nó và những cái biện pháp làm tuân thủ bệnh nhân là gì các bạn, là chúng ta cũng phải dành thời gian để chúng ta giáo dục trao đổi bệnh nhân. Thì các bạn thấy là nhiều khi Việt Nam chúng ta bị cái tình trạng quá tải thì chúng ta lơ là cái việc giáo dục sức khỏe, chứ còn thực ra nước ngoài thì người ta sẽ có vai trò của cái bác sĩ gia đình rất là quan trọng trong việc mà chúng ta đưa bệnh nhân về cộng đồng và tiếp tục tuân thủ các lối sống đấy, đúng không ạ? Và đơn giản hóa điều trị nghĩa là chúng ta sẽ dùng các cái viên kết hợp, một đến hai viên thuốc trong một viên để chúng ta tăng cái tuân thủ bệnh nhân lên, đúng không ạ? Và nên uống thuốc và cố định vào một thời điểm trong ngày. Và với khi bệnh nhân dùng các cái dụng cụ nhắc nhở, ví dụ là gì các bạn, là những cái khay chia thuốc ấy, hoặc là cái lịch của đồng hồ để mà người ta không quên, đúng không ạ? Và trong cái tình huống mà quên thuốc thế nào thì chúng ta nhớ là gì? Nếu mà quên thuốc, dùng thuốc nếu mà trong cái ngày đấy nhá, thì các bạn thấy là gì, là chúng ta dùng lại luôn và dùng lại ngay thuốc sớm nhất nếu có thể. Nhưng mà nếu mà qua cái ngày đấy rồi thì ta không được dùng liều gấp đôi vào ngày hôm sau. Nhưng thì đây là một cái nguyên tắc chung với tất cả các loại thuốc về mặt tim mạch, đúng không ạ? Nếu mà quên thuốc trong cùng ngày đấy thì uống luôn nếu mà nhớ ra. Còn nếu mà sang ngày hôm sau rồi thì tuyệt đối nó không được tăng liều gấp đôi. Và trong trường hợp bệnh nhân cần phải di chuyển hay đi du lịch, đúng không ạ? Nhất là ra nước ngoài thì cần phải mang theo các thuốc và nên tiếp tục dùng thuốc theo giờ nơi đến, đúng không ạ? Giả sử bệnh nhân này hay uống buổi sáng ạ, nhưng nếu bệnh nhân là sang Mỹ chẳng hạn, là lệch múi giờ mất, thì lúc đấy người ta cũng phải theo cái giờ địa phương là chúng ta uống buổi sáng để người ta không quên mất cái thói quen đấy, đúng không ạ? Giải thích cho bệnh nhân những cái tác dụng phụ có thể gặp và cách xử trí tại nhà này. Nếu như mà gặp tác dụng phụ không mong muốn thì khiến bệnh nhân không muốn dùng thuốc thì cần phải thông báo cho bác sĩ và dược sĩ để có thể cân nhắc xử trí và lựa chọn các thuốc phù hợp, đúng không ạ? Và những cái thì các bạn, những cái mà ngừng thuốc lá rồi ăn rau củ hoặc thuốc lá thì thầy đã nói rất là kỹ ở phần trước rồi, đúng không ạ? Thì đây là cái bài chung nhất về cái phần mà các yếu tố nguy cơ về tim mạch, đúng không ạ? Thì nó cũng có những cái phần mà lưu ý như vậy thì các bạn có thể nốt lại, đúng không ạ? Qua hai bài vừa rồi thì các bạn có hỏi gì về trong cái phần bài này không? Tôi thấy một số câu hỏi các bạn này, có một bạn hỏi là cơ chế tổn thương thận ở bệnh nhân tăng huyết áp như nào, đúng không? Thì các bạn thấy là gì, là khi bệnh nhân có tăng huyết áp thì nó sẽ làm tăng cái áp lực ở các cái tiểu đơn vị của thận, đúng không ạ? Và nó gây ra tổn thương các cái màng của tiểu đơn vị của thận và có thể gây ra đái máu hoặc là đái protein niệu, đúng không ạ? Và có thể gây ra suy thận ở bệnh nhân đấy. Thế còn với cả những bệnh nhân mà dùng cái chế biến chuyển công nghệ lợi tiểu giữ kali thì có thể gây nguy cơ tăng kali máu, vậy tại sao vẫn phải kết hợp trên lâm sàng, đúng không ạ? Thì các bạn thấy là gì, là cái, theo lý thuyết là như vậy, đúng không ạ? Là khi mà các bạn chế biến chuyển công nghệ lợi tiểu giữ kali thì có thể gây ra tăng kali máu, nhưng mà cơ thể của chúng ta nó rất hay chỗ là gì, các bạn, nó có thể điều hòa, có cơ chế tự điều hòa chứ không phải lúc nào nó cũng gây ra tăng kali máu. Nhưng mà ngược lại chúng ta cũng phải theo dõi đối tượng bệnh nhân đấy, đúng không ạ? Tốt nhất là chúng ta có thể kết hợp hai thuốc này trong thời gian bệnh nhân đang nằm viện và chúng ta theo dõi sát trong vòng những ngày đầu khi bệnh nhân nằm viện, đúng không ạ? Và sau về sau nếu bệnh nhân này không có yếu tố nguy cơ ở tăng ở trong viện, theo dõi hoàn toàn bình thường thì chúng ta có thể cho bệnh nhân dùng ngoại trú. Hoặc là những bệnh nhân mà dùng ngoại trú thì các bạn có thể kết hợp là xét nghiệm ngay trong vòng một tháng đầu tiên, hoặc rằng bệnh nhân nhiều dấu hiệu của tăng kali máu nếu có để bệnh nhân đến viện ngay lập tức nếu như mà có dấu hiệu đấy, đúng không ạ? Còn việc kết hợp thì có thể gây ra nguy cơ tăng kali máu, nhưng mà nó cũng gặp trong ít trường hợp và có thể chúng ta hoàn toàn có thể điều hòa được. Nếu như mà các bạn gặp thuốc chế biến chuyển và ho khan, đúng không ạ? Thì các bạn thấy là gì, là chúng ta phải đánh giá xem là
ho khan đấy có phải là do ức chế miễn dịch hay không, đúng không? Khi mà chúng ta loại trừ những bệnh lý về về đường mũi họng, đúng không? Bệnh lý về xoang, về mũi họng, chúng ta loại trừ những tình huống bệnh nhân có các dị vật về đường đường mũi họng, đúng không? Và chúng ta loại trừ tất cả tình huống đấy rồi, mà bệnh nhân đấy là gì các bạn, vẫn ho khan. Nếu bệnh nhân nó tạm thời dùng thuốc ức chế miễn dịch 1-2 ngày, bệnh nhân giảm ho rõ rệt thì rõ ràng là gì, là ho khan đấy là do thuốc rồi, đúng không? Và các bạn biết là ho khan này có rất nhiều bệnh nhân người ta khó chịu lắm, cả đêm người ta ho đó, người ta ho thung thắng suốt ngày, người ta rất là khó chịu. Nếu trong tình huống mà ho khan và bệnh nhân không thể ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của bệnh nhân thì bắt buộc các bạn phải đổi sang nhóm thuốc khác, đúng không? Các bạn có thể gì ạ, đổi sang nhóm thuốc ức chế thụ thể, đúng không? Thì cái tỷ lệ ho nó gặp ít hơn rất là nhiều. Tăng huyết áp tự phát nguyên nhân do rối loạn giấc ngủ, hội chứng ngừng thở khi ngủ đó, thì cơ chế tăng huyết áp của nó là như thế nào đó. Thì các bạn biết là gì, là cái tình trạng mà ngừng thở khi ngủ, đúng không? Thì các bạn thấy là gì, là bệnh nhân sẽ có những cái đợt mà ngừng thở và gây ra tăng gì, tăng cái CO2, đúng không? Thì lúc này thì các bạn biết là gì, là cái nhịp thở và huyết áp bao giờ nó cũng có cái mối liên quan với nhau giữa hô hấp và tim mạch, đúng không? Thế vậy khi mà trong hội chứng ngừng thở khi ngủ thì lúc đấy là gì, cái lượng CO2 tăng cao và bệnh nhân thì người ta thở, những cái cơ hấp người ta thở dồn dập, thì lúc đấy nó có thể gây ra những cái tăng huyết áp. Câu hỏi của bạn HMU thì không hiểu là khi nào cần theo dõi nội trú bệnh nhân là như nào. Còn câu hỏi gì khác nữa? Câu hỏi của bạn HMU là gì, là tăng huyết áp gây ra bệnh vành hay là yếu tố của tăng huyết áp gây ra bệnh mạch vành? Thì các bạn thấy là bệnh mạch vành nó gây ra bởi nhiều yếu tố cơ tim mạch, đúng không? Có thể là một bệnh nhân chỉ tăng huyết áp đơn độc thôi cũng thể gây ra bệnh lý mạch vành, đúng không? Hoặc là do yếu tố về tuổi, đúng không? Tuổi cao rồi yếu tố về rối loạn tiết máu, tiểu đường vân vân, đúng không? Tùy thuộc vào yếu tố cơ bệnh nhân đấy. Nhiều bệnh nhân chỉ có tăng huyết áp đơn độc thôi người ta có thể gây ra bệnh mạch vành rồi. Còn mì chính thì trong mì chính thì các bạn thấy là bây giờ người ta không khuyến cáo dùng mì chính nữa rồi, đúng không?
bạn Trung Mai hỏi là tăng huyết áp và dung nhĩ có mối liên hệ qua lại với nào với nhau đúng không? Thì người ta thấy là tăng huyết áp dung nhĩ thì nó có thể có mối liên hệ, hoặc là trong nhiều tình huống bệnh nhân là gì ạ, và nó có thể kết hợp cả hai, hoặc là cái này gây ra cái kia. Nhưng mà với cả những bệnh nhân mà có tăng huyết áp lâu ngày đúng không, thì nó có thể gây ra tình trạng mà giãn thất đúng không, giãn cái buồng thất trái, hoặc là những bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối là có thể giãn cả buồng nhĩ buồng thất, thì nó là cái cơ chất để gây ra dung nhĩ. Còn nếu như mà các bạn thấy là bạn Vân Khánh hỏi là bệnh nhân tăng huyết áp vô căn thì điều trị tăng huyết áp mục tiêu bao lâu thì có thể dừng thuốc ạ, thì cái này thì chúng ta biết rồi đúng không ạ. Nếu như mà tăng huyết áp vô căn là có nghĩa là bệnh nhân này, chỉ các bạn là chúng ta không tìm được các nguyên nhân gây ra tăng huyết áp, và nó xếp loại là tăng huyết áp mà người ta gọi là một bệnh mãn tính rồi đấy đúng không ạ. Như vậy chúng ta có cái chương trình tăng huyết áp quốc gia đấy, nó quản lý là bệnh mãn tính, thì có nghĩa là gì các bạn, là có nghĩa là phải dùng gì ạ, phải dùng thuốc lâu dài cả đời, không thể dừng thuốc được. Kể khi bệnh nhân đạt được huyết áp mục tiêu là gì các bạn, là chúng ta vẫn phải duy trì thuốc huyết áp đấy đúng không ạ. Chúng ta chỉ dừng thuốc huyết áp trong một số tình huống, ví dụ là gì, là bệnh nhân đang có những bệnh lý cấp tính gây ra mất máu, mất nước, mất dịch, ví dụ là gì, bệnh nhân bị tai nạn giao thông, bị chấn thương mất máu, hoặc là bệnh nhân đang bị tiêu chảy, bệnh nhân bị sốt đúng không ạ. Thì lúc đấy thì gì các bạn, là trong tình trạng mà gì ạ, mà bị mất dịch mất máu thì ra mới dừng thuốc thôi đúng không ạ. Còn trong tình huống khác thì chúng ta vẫn phải nên duy trì dùng thuốc cả đời. Chúng ta chỉ dừng thuốc huyết áp với những đối tượng bệnh nhân mà gì các bạn, là tăng huyết áp có bệnh nhân mà khi mà chúng ta đã giải quyết được bệnh nhân rồi. Câu hỏi của bạn Duật thì nó hơi chung chung đúng không ạ. Nếu mà bệnh nhân tăng huyết áp mà có cơn tăng huyết áp thì chúng ta phải dùng thuốc ngay để giảm huyết áp đúng không ạ. Thì cái này thì nó sẽ tùy thuộc vào các bạn là lúc này là cơn tăng huyết áp cấp cứu hay là tăng huyết áp khẩn cấp đúng không ạ. Thì nếu mà tăng huyết áp cấp cứu thì các bạn thấy là gì, là thái độ hạ huyết áp phải khẩn trương hơn đúng không ạ. Chúng ta phải giảm được 25% huyết áp trung bình trong vòng 6 tiếng đầu, sau đó chúng ta đưa về mức huyết áp mục tiêu trong vòng 24 tiếng tiếp theo. Còn nếu như mà bệnh nhân này gì ạ, là tăng huyết áp cấp cứu nhé, thì thầy vừa nói có tăng huyết áp khẩn cấp thì các bạn thấy là cái mục tiêu hạ huyết áp thì nó chậm hơn đúng không ạ. Chúng ta nên có thể đưa về huyết áp mục tiêu trong vòng 24 tiếng, vì tùy thuộc vào là cơn tăng huyết áp của bạn là gì, là khẩn cấp hay là cấp cứu, để chúng ta gì ạ, để chúng ta có thái độ khác nhau. Các bạn có hỏi gì nữa không? Có bạn Hà thì hỏi là dung nhĩ và ngoại thu thì đến mạch như thế nào? Thì cái này các bạn thấy là gì, là lúc này là gì ạ? Là lúc này đến mạch thì chúng ta thấy là chúng ta sẽ phải làm sao? Đến mạch đủ trong vòng 1 phút thôi. Đúng không? Còn rất nhiều bạn là giả sử bệnh nhân nhịp đều thì có thể trong một số tình huống được, chúng ta có thể chấp nhận là đến 30 giây nhân 2 đúng không ạ. Chứ còn nếu mà bệnh nhân dung nhĩ hoặc là ngoại thu được, các bạn phải đếm mạch đủ trong vòng 1 phút. Còn riêng cả bệnh nhân dung nhĩ thì riêng cả bệnh nhân ngoại thu được, các bạn phải đếm đủ trong vòng 100 nhịp để các bạn tính được tần số ngoại thu là bao nhiêu. Các bạn có câu hỏi gì nữa nào? Thanh đang bật mic, Thanh có câu hỏi gì hả Thanh? Nãy hôm em quên chưa bật mic, giờ nó thể lên.
Nếu không có câu hỏi gì chúng ta nghỉ nhé. Dạ, em thưa thầy là thầy có thể gửi cho bọn em xin slide bài giảng để các bạn ở trong lớp tiện thể ôn tập lại đúng không ạ? Rồi, gửi lại cái email thầy gửi lại cho. Dạ, vâng, vâng ạ. Rồi, thầy nhớ chúng ta nghỉ nhé. Cảm ơn thầy ạ.